Chúc thầy cô sẽ khám phá thêm. Ok, cảm ơn các thầy cô rất là À, nhiều. Tối ngày hôm nay thì nó đang bị lỗi một chút không livestream được, cho nên là chúng ta sẽ thầy Phương sẽ record lại, có thể sẽ phát lại cho các thầy cô nha. Mọi người đã sẵn sàng cho buổi học ngày hôm nay chưa? Đó, chúng ta có 492 rồi còn 8 người nữa mà là đủ tiêu chuẩn của buổi học rồi đấy. Chúng ta hãy chia sẻ để cho đủ 500 người đi. Con số tối thiểu lớp học của thầy Phương là 500 người. Đấy, còn có thiếu có mấy người nữa thôi. Thế thì trước khi vào buổi học ngày hôm nay, mọi người chuẩn bị cho thầy Phương vài cái sản phẩm nhé. Cái gì cũng được. Đấy, bim bim vỏ kẹo hay cái gì nhà chúng ta có cái gì mang hết ra đây. Đấy, các thầy cô định bán cái gì mang ra đây. Được không nhỉ? Đấy, thì các thầy cô ví dụ như chúng ta có cái sản phẩm gì đấy, các thầy cô cũng mang ra. Hôm nay thì Phương sẽ giúp cho mọi người có thể có được một cái website. Ai mong muốn mình có một cái website bán hàng cực xịn thì comment ở trong phần chat là muốn ở trong phần chat nào. Và thưa các thầy cô thì trước đây để có được điều này ấy, chúng ta phải mất khoảng tầm độ là gì ạ? Là chúng ta thuê người làm để được một website như này tối thiểu phải từ 20 triệu đến 30 triệu. Đấy, nhưng ngày nay có những cái công cụ và đặc biệt là nó tích hợp được cả AI vào thì có những điều mà tưởng chừng không thể làm được trước đây thì ngay ngày hôm nay, sau ngay sau buổi học ngày hôm nay, các thầy cô sẽ có một website, không thậm chí nó không phải là một website, nó phải gọi là siêu ứng dụng, có thể làm được rất là nhiều thứ mà đáng lẽ ra nếu như chúng ta là một người có một cửa hàng hay một chủ cửa hàng thì chúng ta phải bỏ hàng chục triệu, hàng vài chục triệu ra để sở hữu cái hệ thống đó. Mọi người có mong muốn sở hữu điều đó không ạ? Nếu mong muốn thì comment số 10 ở trong phần chat nào. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có được tất cả những điều này mà các thầy cô không cần phải tốn kém gì. Đấy, thậm chí là không cần tốn kém nhiều và thậm chí là không phải tốn kém gì luôn. Đấy, được không nào? Chúng ta cũng có thể có được những cái thứ tuyệt vời như vậy. Và thầy Phương mang về đây một cái công cụ mà sau này nếu các thầy cô đã biết đến chat GPT, ai biết đến chat GPT thì comment là chữ cờ trong phần chat ạ. Đấy, ai biết đến Midjourney thì comment chữ M trong phần chat ạ. Ai biết cả hai công cụ này thì comment cờ M trong phần chat nào, tức là chúc mừng chúng ta nào. Thế thì với cái công cụ này, hôm nay thì Phương trao cho thầy cô một website mà nó có thể trong tháng này thôi, nó sẽ tích hợp được cả chat GPT, cả Midjourney vào bên trong đấy, để các thầy cô có thể soạn nội dung, có thể vẽ hình, vân vân và vân vân ở ngay bên trong cái ứng dụng này. Thì mọi người có thấy kinh khủng và tuyệt vời không nào? Đấy, thế thì ngày hôm nay các thầy cô sẽ được trao công cụ này. Đấy, ok không nào? Đấy, 498 người rồi, còn thiếu 2 người nữa là đủ tiêu chuẩn của lớp học của chúng ta. Bây giờ mọi người đã sẵn sàng chưa? Đã đủ rồi, mọi người bắt đầu chúc mừng đi, chúc mừng tất cả chúng ta đi. Chúc mừng chúng ta cả chúng ta đủ rồi, 503 người rồi. Đấy, ít nhất là phải có 500 người thì cân mới dạy được. Ok, chúc mừng các thầy cô. Tất cả chúng ta ngày hôm nay sẽ có được công cụ này nhá. À. Tang tang tang. Ok. Người đã sẵn sàng được lúc nào? Bây giờ thì Phương sẽ share cái màn hình. Đầu tiên là cái website này nó làm từ ứng dụng các thầy cô nhé, cho nên là chúng ta sẽ sử dụng điện thoại để làm. Chúng ta sẽ sử dụng điện thoại để làm. Thì các thầy cô đang đang vào Zoom bằng điện thoại hay máy tính nào? Nếu như ai đó đang vào Zoom bằng bằng điện thoại thì chúng ta vào thêm cả bằng máy tính đi. Mọi người vào thêm cả bằng máy tính nữa nha. Các thầy cô, thầy Phương cho mọi người vài phút để vào Zoom bằng máy tính này. Thầy Phương gửi cái đường link Zoom vào bên trong trong lớp của mình này. Và bây giờ chỉ gửi ở trong cái lớp cái nhóm học làm website thông minh thôi. Đấy, các thầy cô vào bên trong đó, vào Zoom bằng máy tính đi. Để chúng ta có thể nhìn được, để chúng ta thực hành ở trên phần điện thoại. Mọi người vào Zoom cả trên điện thoại và máy tính cũng được nha. Đấy, các thầy cô cứ vào bằng cả hai cũng được, không sao. Lúc nào cần nhìn ở trên điện thoại thì dùng trên điện thoại, mà nếu không thì dùng trên máy tính nha. Còn nếu ai chỉ có một thiết bị là điện thoại thôi thì chúng ta sẽ chịu khó nhảy qua nhảy lại một chút nha. Ok không cả nhà? Đấy, mọi người vào Zoom ở trên máy tính đi. Ai đã vào được ở trên máy tính rồi thì comment là chữ M trong phần chat nào. M nếu như mình đã có Zoom ở trên máy tính rồi, để chúng ta vào nhìn cho dễ. Còn nếu không có không sao, không có thì chúng ta sẽ chịu khó nhảy qua nhảy lại một chút là được. Dành cho vài phút để các thầy cô vào đi. May thật là thoải mái để các thầy cô làm và các bạn làm nha. Đây, vào bằng máy tính đây. Rồi chúng ta đang con số nó đang tăng lên, cũng như là các thầy cô đang chuyển đổi thêm ra một thiết bị nữa đúng không nào? Đấy, hãy làm ra thêm bằng máy tính nữa để nhìn cho rõ này.
Một phút nữa nha, cho mọi người vào bằng máy tính đi. Và để thầy Phương gỡ cái ứng dụng mà thầy Phương đang cài ở trong này ra để thì hướng dẫn thầy cô cài luôn. Ok. Nếu mọi người đã sẵn sàng thì comment sẵn sàng nào để chúng ta bắt đầu cài. Tuyệt vời, mọi người đã sẵn sàng rồi. Thì chúng ta cùng nhau cài cái này. Đây, đây rồi. Hello cả nhà. Đầu tiên là chúng ta vào bên trong Google Store hoặc App Store. Google Store hoặc App Store nha. Đấy, chúng ta vào CH Play hoặc App Store. Các thầy cô có nhìn rõ màn hình thầy Phương không ạ? Mọi người có nhìn rõ màn hình thầy Phương không? Có nhìn rõ đúng không nào? Ok. Rồi, thế thì chúng ta vào đây. Sau đó. Ok rồi, nhìn rõ rồi đúng không nào? Rồi, tốt. Thì các thầy cô sẽ vào CH Play này. Sau đó có cái ứng dụng tên là sổ bán hàng. Sổ bán hàng. Có một số thầy cô trong buổi học trước thì chúng ta đã được cài đặt rồi đúng không nào? Không sao, nếu đã cài đặt được rồi thì hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm. Còn ai chưa có thì chúng ta sẽ cài đặt vào. Các thầy cô bấm vào cái chữ cài đặt này. Rồi, ai cài xong như thầy Phương ở bên trên nó ra màn hình có chữ M ấy, thì comment M trong phần chat. Tuyệt vời, ok. Hồng Quế xong rồi. À, Vũ Huyền, Anh Lê. Nha, vào CH Play hoặc App Store, cài cái ứng dụng là sổ bán hàng như ở bên trên này. Sổ bán hàng. Có ai chưa xong không ạ? Các thầy cô tìm lấy điện thoại ra, cài cái ứng dụng mang tên là sổ bán hàng. Sổ bán hàng. Ok. Sau đó cài xong thì chúng ta bấm mở ra. Bấm mở. Ai ra được giao diện như này thì comment số 8 trong phần chat. Chúng ta làm từng bước bước một nha. Vô cùng quan trọng nên các thầy cô phải làm từng bước bước một, không làm nhanh hơn thầy Phương. Các thầy cô cứ làm thật bình tĩnh ạ. Đấy, thưa cô và các bạn, cứ làm thật bình tĩnh để nó ra được cái như thế này. Các anh chị nào mà ở đây cài được như này chưa? Rồi, sau đó chúng ta bấm vào là tiếp tục với số điện thoại. Bấm vào tiếp tục với số điện thoại. Sau đó chúng ta nhập cái số điện thoại của mình vào. Nhập cái số điện thoại của mình vào. Mọi người nhập cái số điện thoại của mình vào. Đó. Nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mã OTP. Và chúng ta nhập cái mã OTP này vào. Nhập cái mã OTP này vào. Chúng ta mở điện thoại của mình lên. Ai đã có mã OTP rồi ạ? Số của thầy Phương là 5544. Thì comment chữ có trong phần chat là nếu như mà đã có rồi. Rồi, chúng ta nhập cái mã OTP đây vào. À, cái này của thầy Phương cài đặt rồi, chứ có cái sử dụng rồi cho nên là nó không có. À, Tuyết ơi, Tuyết có ở đây không nhỉ? có Em còn cái số điện thoại đúng không? Ở đấy không? không ba tám hai À, em chờ một phút. Rồi, các thầy cô chờ một phút để thầy Phương gỡ ra cài lại để các thầy cô nhìn lại cái chỗ này nha. Đây.
Mình gỡ nó ra thì làm lại này. À, chúng ta làm lại này. Đầu tiên là chúng ta, các thầy cô có giờ làm đến rồi thì ok nha, thầy Phương sẽ hướng dẫn lại này. Chúng ta tìm ứng dụng sổ bán hàng, sau đó chúng ta bấm vào cài đặt. Đấy. Cài xong thì chúng ta sẽ bấm vào mở ra và nhập cái số điện thoại của mình vào. Biết đọc cho anh cái số điện thoại mà chưa dùng thế này. 0382 0382 545 545 271. 271. Rồi, nó sẽ gửi cho mình một cái mã OTP. Thì chúng ta nhập cái mã OTP vào. Các thầy cô có đang nhìn thấy màn hình của thầy Phương không ạ? 7085 anh ạ. Rồi, ok. Đấy. Chúng ta đến bước bước này đúng không nào? Ai đã đến bước cửa hàng của bạn là gì thì comment chữ ok cho nào. Đây là cái lúc hạnh phúc đây các thầy cô này. Đây là giờ phút các thầy cô có thể tạo ra cho mình được một cái cửa hàng online. Đấy, các thầy cô có cái cửa hàng và định bán cái gì thì chúng ta đặt tên nó vào nha. Ví dụ đây là thầy Phương đặt ở đây là ví dụ như là quán cơm quán ngon thầy Phương đi. À, quán ngon thầy Phương. Đấy, còn các thầy cô thì bán cái gì? Chúng ta nhập tên cửa hàng của mình vào trong phần chat cho mọi người biết tên của cửa hàng của mình là gì nào. Đấy, tạp hóa bà Tâm chẳng hạn thế đúng không? Hay là máy tính thầy Hoàng chẳng hạn thế, kiểu như vậy. Mọi người có hiểu không nhỉ? Thì yên tâm, cài trên điện thoại thì nó tí nó ra máy tính nha Diệu Thuần nha. Nó thông minh ở chỗ đấy đấy. Chúng ta làm ở trên điện thoại nó sẽ đồng bộ lên trên máy tính. Cho nên là chúng ta chỉ cần làm một nơi thôi. Tại sao lại dùng điện thoại? Bởi vì nó là cái nơi để chúng ta quản lý cửa hàng của mình, quản lý cái app của mình, quản lý cái website của chúng ta nha. Rồi, chúng ta bấm vào tiếp tục. Thế thì ở đây thì nếu như các thầy cô mà chuyên về cái lĩnh vực nào thì các thầy cô chọn vào một cái lĩnh vực nào đấy cụ thể. Đấy, ăn uống hay tạp hóa chẳng hạn, chúng ta chọn vào. Từ thầy Phương chọn tạp hóa đi. Đấy. Hay là ăn uống thì tùy các thầy cô nha, ăn uống hay tạp hóa hay mỹ phẩm thời trang hoặc khác. Mọi người ok chỗ này thì comment ok nào. À, Bookstore Thanh Tú này, ok. À, Việt Phương ok rồi đúng không? Đấy. Sau đó chúng ta bấm tiếp tục. Tiếp tục là chúng ta sẽ bấm vào đây là nắm bắt doanh thu này, kiểm soát tồn kho này, tạo website bán hàng này, quản lý nhân viên chặt chẽ, chúng ta chọn hết. Đấy, chúng ta muốn dùng vào việc gì chúng ta chọn, nhưng mà ở đây các thầy cô chọn hết để chúng ta học, được không nhỉ? À, sửa tên cửa hàng thì lát nữa thầy Phương nói nhé, thầy Cao nhé, cứ làm đi. Chốc nữa rồi sửa sau, có thể sửa lại được. Cái tên này có thể sửa lại được. Ok không nhỉ? Đấy. Chúng ta bấm vào. À, sau khi đến đây này thì đừng bấm vào tiếp tục. Mà chúng ta sẽ nhìn bên dưới này, có mọi người có nhìn thấy chỗ nhập mã ngay không? Ai thấy chữ nhập mã ngay thì comment chữ M trong phần chat nào. Mã đấy. Chúng ta bấm vào nhập mã ngay. Đấy, thế thì các thầy cô sẽ nhập cái mã này vào để sau này mình sẽ được hưởng những cái khuyến mại hay ưu đãi của nó này. Gala 9999. 4 số 9. Gala viết hoa. Ga là 9999. Ok. Ai đã nhập xong Gala 9999 comment số 9 nào. Sau đó chúng ta bấm xác nhận. Bấm xác nhận. Nha, bấm xác nhận. Ok. Rồi sau đó đến sau khi nhập xong nó hiển thị như thế này, ok rồi đúng không nào? Thì các thầy cô bấm vào cái chữ tiếp tục. Các bạn bấm vào chỗ tiếp tục. Đến đây là ngon rồi, ai đến đây là ngon thì comment ngon nào. Chúng ta gần xong cái website rồi đấy. Cái bước này là bước dùng nó để nó chạy cái nền để nó hiển thị lên cái website chúng ta nha. À, ai bỏ qua nhập mã thì Tuyết gửi cho các thầy cô cái form để hỗ trợ cái phần mã đi, để có thể mình mai mình gửi cho họ để họ có thể hỗ trợ khuyến mại cho các thầy cô ấy. Đây, mọi người đến đây thì ngon rồi đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu lấy ra một cái sản phẩm đầu tiên nào.
Các thầy cô lấy một cái sản phẩm bất kỳ nào đó nha. Đấy, vào bếp lấy ra một cái sản phẩm nào đó để làm thử xem nào. Chúng ta làm coi như thử một cửa hàng tạp hóa đi. Ai có cái này, cái gì đó ở trên tay để làm sản phẩm rồi thì comment là chữ R trong phần chat nào. Rồi. Được chưa? Rồi, ok. Thế bây giờ như này nhá. Hôm nay thì tôi hướng dẫn mọi người để các thầy cô sẽ có một công cụ vô cùng thông minh và xịn sò nhá. Được chưa nhá? Đấy. À, nếu mà thầy là cô nào quên nhập mã thì nhập vào cái form này để thầy Phương gửi cho bên kia để xem là nó có hỗ trợ được chúng ta không nha. Ok, thì ví dụ các thầy cô đến đây thì chúng ta có cái sản phẩm gì, chẳng hạn đây là thầy Phương có cái chai sữa này đúng không, thầy Phương có cái chai sữa này thì thầy Phương sẽ đây gọi là gì đây, cái này nó gọi là cái gì, Ovantin, chúng ta nhập vào tên sản phẩm, mọi người hiểu không nào, đấy chúng ta bán cái gì chúng ta nhập tên cái đó vào. Ai xong cái này rồi thì comment x gì nào. Ví dụ cái giá của cái này chúng ta định bán nó với bao nhiêu? À, ai có gạo lứt, đúng rồi, Thu Thảo có gạo lứt thì nhập gạo lứt nha. Thấy chưa? Thấy chưa? Ok. Đấy, ví dụ cái này là bán là bao nhiêu tiền đấy thì tôi không biết, ví dụ như là 150.000 đi. Ok không ạ? À, Xuân Huế có hoa tươi thì chụp ảnh bó hoa hay là lãng hoa của Xuân Huế ạ? Đấy, nếu như mà chúng ta muốn là nó tính toán được cho mình là ví dụ sau này các thầy cô nhập cái này là bao nhiêu, giả sử thầy Phương nhập vào 100.000 chẳng hạn nhé, thì chúng ta nhập vào. Ai hiểu hai cái phần này thì comment hiểu nào. Nếu chúng ta không phải nhập hàng thì chúng ta bỏ qua cái phần giá vốn, được chưa? Đấy. Và bấm vào hoàn tất. Và đấy, đây là toàn bộ quy trình để tạo nên một website. Tèng tèng tèng. Ai à, xong rồi, comment xong trong phần chat nào. Tí nữa nói phần đưa hình lên nhá, Khánh Độ đô nhá. Đấy, làm ví dụ thôi chứ lấy đâu mà lãi nhiều thế này đúng không? Bán cái này bán lãi được 50.000 thì quá kinh đúng không? Mà thầy Phương chả biết cái này nó bán nó bao nhiêu tiền cả. Đấy là ví dụ demo thôi các thầy cô ạ. Các bạn nhá. Ai à, xong rồi comment xong nào. Được chưa? Đấy, ai chưa xong thì làm nốt đi. Bây giờ này, bây giờ chúng ta làm đến phần tiếp theo là làm đến phần đăng sản phẩm nha. App là sổ bán hàng. Đấy, thì cô nào mà, các bạn nào mà chưa cài ấy, thì cài cái app này vào, sổ bán hàng. Và lúc nó nhập mã, yêu cầu nhập mã thì nhập cái mã là Gala9999 vào. Các thầy cô đã xong chưa? Xong chưa nhỉ? Thôi bỏ qua, nếu như ai không nhập mã thì bỏ qua đi. Đấy, thầy Phương hỗ trợ được sau, nếu không được thì có gì thì thiệt thòi tí cũng không sao đúng không? Làm lại nha, bước 1 là vào CH Play hoặc App Store. Sau đó cài cái app là mang tên là sổ bán hàng vào. Được chưa? Sau đó thì mình sẽ nhập số điện thoại của mình này. Nhập mã OTP nó gửi vào này. Đấy, sau đó thì mình bấm chọn những cái tích chọn ở trên đấy này. Rồi sau đó thì nó sẽ yêu cầu là chúng ta nhập mã giới thiệu thì nhập cái là Gala9999. Ok chưa? Rồi, bây giờ đến phần tiếp theo là khi chúng ta đã làm xong như này rồi, đúng không nhỉ? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu tinh chỉnh cái cửa hàng của mình nha, đúng không? Ai đã sẵn sàng, ngon lành, có cái cửa hàng như này rồi thì comment ngon rồi trong phần chat nào. Đấy, tí nữa chúng ta sẽ chỉnh ra tất cả mọi thứ. Được không ạ? Ngon chưa? Ngon rồi đúng không ạ? Ok. Bây giờ mọi người nhìn đây, chúng ta bắt đầu đi vào làm vài thứ này. Đầu tiên là chúng ta tập đăng các sản phẩm lên đã. Được chưa nhỉ? À, quên mã giới thiệu thì chốc nữa thầy Phương cho một cái link để nhập vào để thầy có xem thầy có hỗ trợ được không thì tính sau nha, thì trung kiên nha. Đầu tiên là chúng ta cứ làm sản phẩm đi đã.
Chúng ta bấm vào cái chỗ sản phẩm. Các thầy cô bấm vào cái chỗ sản phẩm nào. Rồi. Đấy, thì chúng ta thấy rằng là cái chỗ lúc nãy là chúng ta vừa đăng cái hình cái sữa Ovaltine nhưng mà chúng ta chưa chụp ảnh đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta có thể bấm vào nó. Chúng ta bấm vào chụp ảnh. Mọi người bấm vào nó này. Bấm vào chụp ảnh. Rồi thầy Phương sẽ chụp ảnh cái này nhá. Đây. Chụp ảnh. Rồi, sao? Rồi. Và chúng ta bấm cập nhật. Vậy là chúng ta làm xong. Rồi. Sai giá sửa thế nào đúng không? Ví dụ cái sản phẩm này chúng ta bấm lại vào nó này. Đây giá bán đây chúng ta sửa lại. Bây giờ nó tăng lên là 200.000 chẳng hạn. Hai trăm mười nghìn đi. Đấy, giá vốn là 190.000 đi. Đấy, cập nhật. Thầy làm lại nhá, các thầy cô có thể quay trở ra này. Rồi, mình có thể quay trở ra màn hình chính này. Ok, ai về được màn hình chính rồi, comment chữ R nào. Không đăng video được, tạm thời nó chưa đăng được video đâu. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào tạo sản phẩm nha. Chúng ta bấm vào tạo sản phẩm. Thì chúng ta bấm vào sản phẩm nào, có thầy cô bấm vào sản phẩm. Các thầy cô có nhìn thấy chữ sản phẩm của mình không? Nếu có thầy cô có nhìn thấy chữ sản phẩm ở trên cái màn hình điện thoại của mình thì comment chữ SC vào. Đấy, comment SC nếu như là mình có thấy cái này ạ. Rồi. Ok, tuyệt vời ha. Chúng ta bấm vào sản phẩm này. Sau đó chúng ta có nhìn xuống dưới, có thầy cô có nhìn thấy chữ tạo sản phẩm ở bên dưới không? Ai thấy chữ tạo sản phẩm thì comment T nào. Thầy sẽ làm rất chậm để các thầy cô và các bạn có thể nhìn được ạ. Đấy, ở bên ngoài trang chính của nó này, chúng ta bấm vào sản phẩm. Được chưa? Sau đó chúng ta bấm vào tạo sản phẩm. Ví dụ bây giờ chúng ta có một cái sản phẩm khác. Ví dụ thầy Phương có một cái sản phẩm là canxi đi. Đấy. Cái lọ canxi này chẳng hạn. Cốm canxi chẳng hạn. Hay là canxi đi. Canxi cho trẻ. Giá bán không biết bao nhiêu, cứ điền đại vào đây là 560.000. Đấy, giá vốn thì không biết bao nhiêu cả, cứ điền đại đây là 500.000. Và sau đó chúng ta có cái chữ chụp ảnh ở bên trên. Các thầy cô có nhìn thấy cái chữ chụp ảnh không nhỉ? Có thấy chỗ chụp ảnh thì comment chữ C ạ. Chúng ta mới bấm vào chụp ảnh này. Chụp ảnh nhá. Nhìn vào đây, chúng ta lại lấy cái ảnh, cái sản phẩm của mình ra. Cô nào bán chuối thì lấy quả chuối ra chụp nhá. Được không ạ? Cô nào bán bưởi thì lấy quả bưởi ra chụp. Có hiểu ý không nhỉ? Đấy. Chụp. Hiểu thì comment hiểu cái nào cả nhà. Chúng ta bán cái gì thì chúng ta chụp cái ảnh sản phẩm của nó này. Chúng ta điền giá của nó vào. Thầy Phương thì là lấy vội mấy đồ này thì thôi cứ điền như thế này nhá. Bán gì chụp đấy. Đồng ý này. Đấy, bây giờ chúng ta đi sâu thêm một chút này. Chúng ta đã có cái phần danh mục ở bên dưới. Thầy Hoàng bán chuối và nho à? Cho xin hai quả nho, một quả chuối thầy Hoàng nhá. Ship về Hải Phòng nhá. Chuối. Ok, mọi người có nhìn thấy chỗ danh mục không nào? Ví dụ cửa hàng của thầy Phương có thực phẩm chức năng này, đồ ăn này, đúng không? Thì thầy Phương có thể bấm vào chữ tạo mới. Bấm vào tạo mới. Ví dụ đây là chẳng hạn như là cái món này nó thuộc về thực phẩm chức năng chẳng hạn. Thực phẩm chức năng. Đấy. Thì mình tạo cái danh mục là thực phẩm chức năng. Để mình lưu nó vào.
Hoàn tất này, xong một món nữa này. Ok, bây giờ mình bán sách nha. Giả sử mình bán sách, mình lấy quyển sách ra. Mình lại tạo sản phẩm. Rồi chúng ta làm lại nhá. Bán mướp có khuyến mại không à? Thế Thành cũng mua không? À thì giờ mới vào được à? Thì Trang à? Oh. Bấm vào tạo sản phẩm đi. Lần sau đấy thầy Phương bảo là tạo danh mục ở đâu không thấy đúng không? Làm lại nhá cô Hương nhá. Làm lại nào. Bấm vào tạo sản phẩm đi. Cả nhà có nhìn thấy chữ tạo sản phẩm không? Thấy thì comment T lại nào. Tạo sản phẩm này. Rồi. À, chúng ta có cái gì nữa nào? Ví dụ đây là sách đi. Sách. Sách này là sách gì? Làm sao học ít hiểu nhiều. Làm sao học ít hiểu nhiều. Đây. Mọi người có muốn biết học ít hiểu nhiều không? Cuốn sách này là 128.000. Đấy, 128.000. Giá vốn nhập vào 115.000. Thế này. Bây giờ đây này. Cả nhà có nhìn thấy bên dưới nó có cái mục là danh mục không nào? Các thầy cô có nhìn thấy cái chỗ danh mục không ạ? Danh mục ở bên dưới ấy, nó có chữ tạo mới ạ. Có một số người bảo là không biết là cái chỗ danh mục ở đâu đúng không? Ví dụ như là mình có ngoài ví dụ thực phẩm chức năng ra mình còn bán sách chẳng hạn, ví dụ thế đi. Thì thầy Phương sẽ tạo mới, bấm vào cái chữ tạo mới ạ. Tạo mới, mọi người có nhìn thấy chữ tạo mới không nhỉ? Bấm vào tạo mới. Ví dụ như là mình sẽ có thư mục là thêm nha, là sách chẳng hạn này. Sách. Đây. Bấm vào tạo này. Không giới hạn sản phẩm Lan Anh nhé. Bao nhiêu cũng được, thoải mái đi. Ok không ạ? Rồi mình bấm vào chụp ảnh. Đấy, chụp ảnh. Mình chụp cái ảnh của cái sản phẩm đấy. Mình đưa lên. Rồi, xong một chú này. Tiếp tục. Mình lại đăng một cuốn sách khác đi. Hoàn tất. Đấy, tiếp tục này, chúng ta lại bấm tạo sản phẩm mới. Ví dụ đây là thầy Phương có cuốn sách là Bí mật. Bí mật. Đây là một cuốn sách. Giá bán của nó bao nhiêu tiền? 298.000. Giá vốn của nó là gì? 200.000. Thì ví dụ thế. Đấy, và mình thêm nó vào thư mục sách thì bây giờ nó có sẵn thư mục này rồi, chúng ta chỉ việc chọn vào nó thôi. Đúng không ạ? Nó có sẵn thư mục này rồi, chúng ta chỉ việc chọn vào nó thôi. Sau đó bấm chụp ảnh. Rồi, xong. Hoàn tất. Ok, ai đã hiểu quy trình thì comment hiểu nào. Ai hiểu rồi thì comment hiểu đi ạ. Rồi. Như vậy cái cách để chúng ta đăng và tạo sản phẩm có dễ hay là không các thầy cô? Ví dụ mình tạo ra hai cái danh mục thì nó có hai danh mục này. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta có bao nhiêu sản phẩm cứ chụp vào như vậy và đăng lên thôi. Dễ không cả nhà? Đấy, chúng ta đang dùng bản free cho nên nó không có cái chỗ là bán kèm. Đấy. Chúng ta thử mở khóa miễn phí xem nào. Tạo sản phẩm đầu tiên đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta cần là tạo đơn hàng đầu tiên. Thực hiện. Rồi, chúng ta làm lại phần này nhá. À, Thúy Hà cứ bình tĩnh nha. Đấy, thầy Phương sẽ hướng dẫn từng bước bước một. Có tất cả những điều cô cần. Nha. Ok, có cả phí vận chuyển các kiểu nha. Chúng ta học hai buổi cơ mà. Chúng ta nên là chúng ta làm từ từ.
Thì phần tạo sản phẩm đầu tiên mọi người có thấy đơn giản không nào? Ai đã ok phần này rồi comment ok nào. Đấy. Chúng ta đang dùng bản free nên là nó bảo chúng ta bây giờ này, chúng ta muốn được cái dùng cái bản nâng cấp cao hơn thì chúng ta phải làm thêm mấy việc. Một là chúng ta phải tạo đơn hàng đầu tiên. Hai là chúng ta phải xem báo cáo lãi lỗ hàng tháng. Được chưa nhỉ? Đấy. Thì ta làm vài cái việc đấy trước đã nhé, để chúng ta nâng cấp được lên bản xịn hơn để chúng ta dùng. Mọi người có đồng ý không nhỉ? Muốn thay đổi sản phẩm thì làm như nào thì bấm vào cái sản phẩm đấy. Sau đó mình mở cái sản phẩm đó ra. Được chưa? Đấy. Sau đó thì chúng ta sửa thôi. Ok chứ? Nguyễn Thị Văn. Bây giờ chúng ta phải nâng cấp lên cái bản ngon hơn để cho nó làm được nhiều tính năng hay ho hơn đã nào. Mọi người ok không nhỉ? Nha, ok chưa? Để tiếp tục nha. Ở đây chúng ta có cái là nó ngoài cùng này, chúng ta các thầy cô có giống thầy Phương không? Nó bảo đây này là hãy để được mở khóa tất cả tính năng nâng cao đúng không? Chúng ta phải làm thêm hai việc nữa. Ai thấy thì comment tê nào. Đầu tiên chúng ta mở hết tính năng nó ra cho nó ngon thì được không nào? Đấy thì bây giờ chúng ta có là tạo đơn hàng đầu tiên là chúng ta chưa làm này. Xem báo cáo lãi lỗ là chúng ta chưa làm này. Được chưa? Thôi bỏ qua đi Thúy Hà, bỏ qua cái bước nhập mã đi. Dạ. Đây, sau thì thầy Phương sẽ có thể gửi cho cái link rồi điền vào sau để may ra thì hỗ trợ được lại. Được chưa? Bây giờ như này. Chúng ta bấm vào tạo đơn hàng đầu tiên nhá. Ok, ai ra đến đây thì comment A. Comment A nếu ra được đến đây rồi. Đấy, có một số người là đang học trên điện thoại tức là chúng ta phải nhảy qua nhảy lại đúng không? Thì thầy Phương sẽ làm chậm để cho các thầy cô và các bạn có thể làm được. Chúng ta bắt đầu ngay. Đấy, tức là tạo đơn hàng là chúng ta bây giờ chúng ta bán cái gì đó đi đúng không ạ? Ví dụ là thầy Phương bán cái món sữa Ovaltine này, chúng ta chọn vào đây này. Đấy, chúng ta nhập thêm, bây giờ chúng ta bán thêm cho một khách hàng, người ta mua cái này và mua cái này. Đấy, mua hai con này, một con này chẳng hạn. Như vậy đơn của mình là 980.000. Ai làm được rồi thì comment R nào. Thầy làm quay trở lại các thầy cô nhìn nha. Đây nha. Đầu tiên là chúng ta bấm vào cái màn hình chính của nó này. Nha, Minh Hiếu. Minh Hiếu và Hương nhìn xem có thấy chỗ này không nè. Chúng ta bấm vào màn hình chính có thấy chữ tạo đơn hàng đầu tiên không? Chúng ta bấm vào tạo đơn hàng đầu tiên. Cái số 2 ấy. Có thấy không ạ? Chúng ta bấm vào tạo đơn hàng đầu tiên. Giả sử có một cô khách. Đấy, ví dụ như là cô Kiều, cô bảo là thầy Phương ơi, bây giờ thầy bán cho em một lọ Ovaltine này, hai chai canxi này, đúng không? Thì chúng ta bấm vào Ovaltine chúng ta lấy một lọ này. Đấy, canxi chúng ta lấy hai lọ này, chúng ta chuyển lên hai này. Đấy, mọi người ok chỗ này thì comment ok nào. Khách người ta mua cái gì? Đấy, người ta lấy mấy cái thì chúng ta nhập đơn cho họ. Ok chưa? Như vậy nó tính tổng tiền cho chúng ta đây này là 1.330.000. Ai làm được đến đây rồi ạ? Thì chúng ta chọn số tiền, chọn xong sản phẩm mà chúng ta bán cho khách được đúng không? Nó bảo là bán cho em hai thứ, ok, bán. Bấm vào tiếp tục ở bên dưới. Đây. Thì chúng ta nhìn đây, chúng ta sẽ chọn khách hàng bằng cách là gì? Chúng ta bấm vào chỗ, các thầy cô có nhìn thấy chọn khách hàng không? Ai thấy chữ khách hàng thì comment chữ K này. Cái khách nó đến nó mua hàng của chúng ta đúng không? Thì ta hỏi là chị ơi, số điện thoại của chị là gì? Các thầy cô có thấy bây giờ đi mua hàng vào các siêu thị là nó hỏi số điện thoại của chúng ta không? Đấy, chúng ta bấm vào khách hàng. Ở đây là khách, nếu như là khách mà nó nằm ở bên trong số điện thoại của chúng ta thì các thầy cô có thể bấm vào. Đây nha, chúng ta bấm vào. Có thể là khách lẻ, tức là khách qua đường, không biết số điện thoại là gì. Đấy, nó bảo nó vào cửa hàng mình nó mua nhưng nó không cho số điện thoại thì chọn là khách lẻ. Đấy, còn nếu như mà khách đó đến số đến cửa hàng của chúng ta mà chúng ta muốn là lưu lại số điện thoại của họ để họ trở thành khách quen của mình ấy, thì mình sẽ tạo mới khách hàng ở đây. Hoặc nếu như khách hàng đó nó nằm ở trong danh bạ điện thoại của mình thì chúng ta chỉ việc nhập số điện thoại vào là được. Bây giờ chúng ta bấm vào tạo mới. Đây, cô nào đó cho thầy Phương xin cái số điện thoại của cô xem là thầy Phương tạo đơn hàng cho cô cái xem nào. Đấy, mai ship miễn phí hai cái chai này về nhà xem nào. Nhanh đi Yến Kiều, Bạch Duyên thì mấy cô này thôi được rồi. Đấy, 0946 0946 148 148
700. À chết rồi, nhầm, đây là tên. Đấy. Tên đây là Cô Kiều. Như này. Chúng ta còn có cả Cô Kiều ở trong đây, có Thúy Vân không? Thì Thúy Vân giơ tay cái xem nào. Đây có Thúy Kiều rồi. Đấy, số điện thoại này. Địa chỉ này. Cà Mau đúng không? Đấy, chúng ta có thể nhập khách vào. Đấy. Rồi, thành phố Cà Mau đúng không ạ? Đấy, xã phường gì đây? Chúng ta chọn vào. Lấy ví dụ nha, demo thôi mọi người nha. Đấy, số nhà 998. Mọi người đã hiểu chỗ này thì comment hiểu nào. Có hiểu thì comment hiểu ạ. À lại còn có cả mã giám sinh ở trong phòng này. Rồi. Ok không nhỉ? Đấy, sau đó chúng ta lưu nó lại. Chúng ta bấm tạo. Thì những cái khách hàng mà quen thuộc và thân thiết với chúng ta thì chúng ta làm gì ạ? Chúng ta sẽ tạo danh bạ cho khách hàng đúng không? Rồi đấy. Sau đó khách họ đưa tiền cho chúng ta rồi đúng không? Ví dụ họ đến cửa hàng họ đưa tiền cho chúng ta thì chúng ta bấm vào thanh toán trước. Nếu mà khách người ta đã trả cho chúng ta là 1 triệu 330 nghìn là trả hết rồi. Chúng ta nhập vào 1 triệu 330 nghìn. Đấy. Họ trả bằng tiền mặt hay trả bằng chuyển khoản thì chúng ta chọn vào. Ai ok đến phần này thì comment ok. Ok thì comment ok. Khách hàng nếu mà họ họ thanh toán tiền cho chúng ta ấy, thì mọi người nhập vào đấy. Nhưng giả sử cô này cô bảo là hôm nay em vội quá em mang có 1 triệu thôi thầy. Thầy cho em nợ với. Thì mình nhập vào đây là 1 triệu. Và nó sẽ ghi lại cho khách còn nợ 330.000. Đấy, mọi người ok tiếp thì comment số 2 ở trong phần chat ạ. Tức là khách người ta đưa cho mình bao nhiêu tiền, ví dụ họ thiếu nợ của chúng ta, họ chỉ có trả có 1 triệu thôi. Chúng ta nhập vào. Sau đó bấm vào xác nhận. Đấy, như vậy nó sẽ ghi vào đây cho chúng ta là khách này trả cho chúng ta 1 triệu, đúng không ạ? Được chưa ạ? Chúng ta muốn ghi chú cái đơn hàng gì chúng ta ghi vào. Đấy, hay là muốn ghi cái ảnh vào. Đấy, chụp cái mặt của cái cô đấy vào là cái cô này hay nợ lắm này, chụp vào chúng ta giơ điện thoại lên chúng ta chụp, hay là chúng ta có thể muốn chụp lại cái hóa đơn hay chứng từ gì đó của cô đấy hoặc là cái gì đấy thì chúng ta lấy ra và chúng ta chụp thôi. Mọi người có hiểu không ạ? Đấy thì có thể thêm cái phần này ghi chú vào. Được chưa? Ok thì comment ok tiếp đi ạ. Chúng ta cứ từng bước bước một. Đấy. Và sau đó chúng ta bấm vào bán. Bán nhanh. Đấy, khách đã trả còn nợ. Bấm vào xác nhận. Xong. Ok, ai đã xong đơn hàng đầu tiên comment xong. Và điều tuyệt vời là gì? Khi mà chúng ta làm như này thì lập tức nó tạo ra chúng ta một cái hóa đơn. Mọi người thấy hay không? À, phí vận chuyển cứ từ từ đi. Khánh Đôi cứ từ từ đi từng bước bước một. Ngon không mọi người? Chúng ta có được cái hóa đơn này. Đấy, hóa đơn này. Các thầy cô nhé. Cái hóa đơn này này. Nếu sau này các thầy cô có cửa hàng, chúng ta mua thêm một cái máy in. Hóa đơn nó chỉ 1 triệu thôi. Chỉ 1 triệu một cái hóa đơn thôi. Chúng ta kết nối Bluetooth xong chúng ta bấm vào chữ in hóa đơn này. Bấm vào chữ in hóa đơn ở bên dưới này. Thì nó chạy xoẹt 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 xoẹt. Nó in ra cho khách luôn. Hay không mọi người? Tí nữa sẽ hướng dẫn lại tạo đơn hàng nha. Được chưa nhỉ? Có hay không nào? Còn nếu như mà chúng ta bảo khối không cần hóa đơn, cần gì in đúng không? Tốn tiền. Thì chúng ta bấm vào gửi hóa đơn. Mọi người có nhìn thấy gửi hóa đơn không? À, bấm vào gửi hóa đơn. Thì chúng ta có thể gửi cái hóa đơn đó cho khách qua Zalo. Đấy, mọi người có nhìn thấy Zalo không? Đấy, thì bây giờ mình gửi cho cô Kiều qua Zalo nhá. Đấy, cô Kiều này này, đấy, chúng ta đã khách quen rồi đúng không? Thì làm sao ạ? À. Bấm vào Kiều nha. Đấy, chúng ta gửi này. Như vậy thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta bán xong và chúng ta có thể gửi luôn hóa đơn cho khách hàng. Hello. Chúng ta mở cái này ra. À.
chúng ta sẽ thấy đây, chúng ta đã gửi cho cô ấy cái hóa đơn. Hay không cả nhà ơi, mọi người có thấy hay không ạ? Có thấy chuyên nghiệp không nhỉ? Tự nhiên chúng ta có một cửa hàng rất là chuyên nghiệp không nào? Nha, gửi được hóa đơn này. Và cái điểm đặc biệt của cái thằng này là gì? Điểm đặc biệt đây. Khi chúng ta gửi cho khách cái hóa đơn đấy nha, khách nó bấm vào cái chữ mã QR code này này. Các thầy cô có nhìn thấy cái hóa đơn bây giờ mình gửi vào trong nhóm, bây giờ thầy Phương sẽ gửi cái hóa đơn này vào trong nhóm nhỉ. À, cho mọi người này, gửi lại cái hóa đơn này. Bấm vào. Bây giờ thầy Phương sẽ chia sẻ vào cái nhóm của lớp mình nha. Bây giờ mọi người gửi hóa đơn của mình vào trong trong nhóm lớp đi. Các thầy cô gửi vào vào ảnh vào trong nhóm lớp học làm web đi. Đây, thế thì đây, đây có rất là nhiều đã có hóa đơn gửi vào đây rồi đúng không nào? Đây, đây cô nhìn nha. Ui rồi ôi, ui rồi ôi, ui rồi bão đơn. Đây, tuyệt vời quá. Ui trời ơi, tuyệt vời quá. Thì các thầy cô nhìn này. Khi chúng ta gửi hóa đơn cho khách, đặc biệt là cái này nó lại hay ở chỗ này. Khách bấm vào bên trong cái ảnh chúng ta gửi chỗ quét QR code ấy. Mọi người có nhìn thấy chữ quét QR ở bên dưới không? Ai thấy thì comment chữ Q trong phần chat nào. Ở dưới mỗi cái hóa đơn của chúng ta ấy, nó lại có cái hình cái chữ là quét mã QR đúng không? Có thấy không ạ? Bây giờ mọi người thử bấm vào cái đấy xem nó ra cái gì. Thử bấm vào cái đấy xem nó ra cái gì nhá. Ví dụ thầy Phương bấm vào cái của cô Thắm này đi. À xem nào, hay Thanh Thư này đi. Đây. Thì lập tức nó dẫn mình đến cửa hàng, tức là chúng ta gửi cho khách. Khách nó bấm vào cái ảnh đấy, nó sẽ nhảy đến cửa hàng của chúng ta luôn. Đây, đây là của cô Thanh Thư đây, ý gì? Cô Thanh Thư có 3 sản phẩm rồi đây này. Hay không? Và với cách này thì làm sao ạ? Khách hàng chúng ta gửi cho họ các hóa đơn thì họ sẽ truy cập được vào website của chúng ta luôn. Để họ nếu mà muốn tham quan hoặc mua tiếp thì bấm vào đây và họ lại tiếp tục mua. Bây giờ thì Phương lại mua, đúng không ạ? Mua sản phẩm này, một hai sản phẩm này. Đấy, xem giỏ hàng này. Đấy, và mình có thể khách lại tiếp tục bấm vào đấy thì lại vào được trang của chúng ta, lại tiếp tục mua tiếp được. Hay không mọi người? Ví dụ thầy Phương vào thử cái của cô Hương siêu trí nhớ này nhá. Ở đây có mã QR code, bấm vào cái này. Đây của ai đây? Cô Hồng Loan đây đúng không? Đấy, nhà bán đậu phộng muối ớt đây đúng không? Tuyệt vời không nào? Đấy, xem nào, xem còn của ai có nữa nào. Đấy, nó chưa lên cái mã QR code thì chưa bấm được đây này. Nó hiện cái chữ mã QR code này này này. Nó thông minh ở cái chỗ đấy đấy. Xịn sò chưa? Thì nó lại vào. À, cô này bán Lego. Hay quá. Rồi, xem nữa nào. Xem của ai nữa nào. Trúc và chức gì đây? Đấy. Rồi, bấm vào đấy thế nào. Đấy, bấm vào cái nó hiện qua mã QR code đây này. À. Học vui nhẹ nhàng của ai đây? Đấy, đã làm được đến đây rồi đây này. Hay không ạ? À, bản free thì đương nhiên nó có một vài cái hạn chế nhưng mà chúng ta cứ tạm thời cứ dùng tiếp đi, rồi thầy Phương sẽ chia sẻ với thầy cô là bản pro nó có gì, được không nhỉ? Ok, cứ dùng đi đã. À, đầu tiên thì dùng free cái đã nha. Ngon không mọi người? Ai thấy đã mình có một website ngon thì comment ngon thế nào. Chúng ta tiếp tục này, chúng ta quay trở lại cái cửa hàng của mình đi. Quay trở lại cửa hàng nha. Rồi, quay trở lại cửa hàng này. À, chúng ta đã tạo đơn thành công rồi đúng không? Đấy. Bây giờ chúng ta còn một cái bước là xem báo cáo nữa, là chúng ta được nâng cấp lên bản mới rồi đấy. Đúng không ạ? Nếu có thể cô quay ra như này thì bấm vào xem báo cáo luôn nha. Ai quay ra mà nó ra xem báo cáo thì comment chữ X gì nào. Đấy, ví dụ thầy Phương tạm thời bỏ qua đi. Thì mình đã làm xong hai việc. Đó là tạo sản phẩm đầu tiên, tạo đơn hàng đầu tiên. Bây giờ mình bấm là xem báo cáo lãi lỗ hàng tháng. Được không nào? Chúng ta bấm vào xem báo cáo lãi lỗ chẳng hạn. Đây, thì chúng ta nhìn ra, à, nó báo cho chúng ta đây. Hôm nay chúng ta bán được cái gì? Mọi người có nhìn thấy không nào? Hôm nay chúng ta lãi là 140.000. Sướng không? Ai thấy sướng thì comment sướng nào. Đấy, tháng này chúng ta bán lãi được bao nhiêu tiền nó hiển thị ở đây. Tháng trước chúng ta bán lãi được bao nhiêu tiền nó hiển thị ở đây. Được không nhỉ? Chúng ta có thể xem lợi nhuận theo sản phẩm thế này.
nó sẽ nhìn cho chúng ta là à mình bán hai cái gói canxi cho trẻ đấy, doanh thu là mình thu về 1.120.000 và mình lãi 120.000, được không nhỉ? Đấy, Ovantin mình bán 210.000 mình lãi 20.000 đấy. Lát nữa khi mà chúng ta có bản pro, chúng ta còn có cái những cái thứ này này, khách hàng là ai mua, mọi người nhìn thấy không, khách hàng mua là ai mua đây này. Nếu chúng ta có nhiều người bán cho chúng ta có thể có tạo ra nhân viên. Đấy, ai là người bán những cái đơn hàng này, chúng ta có thể theo dõi được từng người ở bên trong là ai bán cái đơn hàng này, chồng mình bán hay là cái nhân viên nhà mình bán, thì chúng ta có thể theo dõi thêm. Nhưng mà cái này sẽ nói thêm sau. Ok, ai xong phần này comment xong nào. Đây, chúng ta làm xong phần này rồi. Và tèng tèng tèng, chúng ta đã nâng cấp được cửa hàng của mình lên một bước là lên bản Plus rồi. Hay không cả nhà? Đây, làm xong mấy cái việc đó. Được chưa nhỉ? Chúng ta đã bây giờ đang có thể sử dụng chức năng của bản Plus. Ok không cả nhà? Ai được, ai ok thì comment ok nào. Ok thì comment ok nào. Rồi, thế bây giờ mình nó lại gợi ý chúng ta này, nó sẽ cho mình thử dùng thử bản Pro. Các thầy cô muốn dùng bản Pro không? Thì nó lại gợi ý chúng ta làm ba việc. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Quản lý tồn kho sản phẩm này. Đấy, xem phân tích tồn kho này. Chúng ta làm thử mấy cái việc này đi. Đấy, là chúng ta lại nâng cấp cái của mình lên một bản khác. Được chưa? Đấy, bây giờ chúng ta bấm vào tiếp nha. Mọi người có nhìn thấy quản lý tồn kho không? Có thấy không ạ? Có đúng không? Bấm vào quản lý tồn kho chúng ta xem này. Đây chúng ta nhìn nha. À, quản lý tồn kho chúng ta nhìn là chúng ta nhập về có bao nhiêu thứ này. Ví dụ chúng ta nhập sách này vào, các thầy cô bật bật tồn kho lên. Ví dụ mình nhập về là 10 quyển sách này, chúng ta nhập số 10 vào. Chúng ta bấm xác nhận. Đây. Chúng ta nhập về 20 cuốn sách này, chúng ta nhập vào xác nhận. Chúng ta nhập về 5 cái này, chúng ta bấm vào số lượng là 5, xác nhận. Như vậy thì chúng nó sẽ báo chúng ta tồn kho luôn. Ví dụ đây chúng ta nhập vào 10 cái này đi, xác nhận. Xác nhận này. Đây. Như vậy thầy Phương có cuốn sách này là tồn kho là 10. Đấy, cuốn này 10 20 này, cái này là 5 này. Ok. Bây giờ mình đấy, vậy mình xong cái phần quản lý tồn kho. À, bây giờ mình thử tạo được một cái đơn hàng khác nhá. Chậm thôi thầy à? Ok, làm chậm hơn nhá. Thế thì cô bấm vào quản lý tồn kho là sau đó mình chỉ cần nhập cái số lượng mình nhập vào thôi. Ai hiểu thì comment hiểu. Ví dụ như vừa rồi là mình nhập về 10 cuốn sách đấy thì mình nhập vào, để mỗi lần mình bán đi một quyển thì nó trừ mình còn 9 quyển. Như vậy là giả sử các thầy cô mà chúng ta bán cái gì đó mà chúng ta phải nhập về thì nhập số lượng mình nhập vào, sau đó mỗi lần mình bán thì nó sẽ trừ đi để mình nhìn vào cái tồn kho đấy, là mình biết được là trong kho nhà mình còn bao nhiêu hàng. Nếu như mà trong kho của mình là mình nhìn ở trên app của mình là còn 5 cuốn mà mình nhập về 10 cuốn thì như vậy là mình bán được 5 cuốn rồi, đúng không nào? Đấy, sau đó mình nhìn trên thực tế ở trên kệ xem mình còn mấy cuốn. Đấy, nếu còn 4 cuốn chứng tỏ đâu mất một cuốn rồi. Có hiểu không nào? Hiểu chưa? Đấy, thì đấy quản lý tồn kho để mình biết là trong kho nhà mình còn hàng hay không, nếu hết thì mình còn nhập. Đấy, nếu như mà bán được bao nhiêu quyển rồi thì, hay là bán được bao nhiêu cái hàng đấy rồi thì tính tiền xem là nó về đủ chưa? Hiểu không ạ? Tiếp tục nha. À, đến cái phần là xem phân tích tồn kho chuyên sâu, chúng ta phải làm việc này nữa để tiếp tục nâng cấp lên, đúng không nào? Đấy, thì chúng ta lại bấm tiếp vào cái phần là xem phân tích tồn kho chuyên sâu này. Chỉ xem thôi. Đây. À, bây giờ mọi người sẽ nhìn thấy đây. Đây chính là phần mềm thông minh. Đây chính là AI. Các thầy cô thấy thì comment chữ T nào, nếu thấy chữ trợ lý thông minh thì comment T nào. Nha. Chúng ta khi dùng cái app này, chúng ta sẽ có một người trợ lý thông minh để hỗ trợ chúng ta làm mọi việc. Ví dụ, vừa rồi chúng ta bấm vào phân tích tồn kho chuyên sâu.
thì cái con robot này này nó báo là cảm ơn bạn, chúng tôi sẽ thông báo lại ngay khi tính năng sẵn sàng. Ví dụ chúng ta ngoài ở đây ra, các thầy cô con nhìn thấy này, nó còn có từng đây loại trợ lý thiết kế, trợ lý marketing, trợ lý kinh doanh, giáo sư số, thiết kế logo, vân vân nhá. Và đây là mọi người sẽ nhìn thấy rằng nó chính là dùng AI đấy, nó chính dùng Midjourney đây, được chưa? Nó chính là dùng ChatGPT ở chỗ này đây để nó làm trợ lý cho chúng ta. Ví dụ thử nhá, chúng ta làm một quả trợ lý thiết kế logo đi, bấm vào thiết kế logo. Đây, bắt đầu nó chọn cho chúng ta này, chúng ta thích thiết kế logo theo màu gì? Màu tươi sáng hay là màu kiểu như thế này? Thì màu thích kiểu như nào chúng ta chọn? Trợ lý đâu à? Trợ lý đâu? Trợ lý đây nhá. Trợ lý đây này. Ví dụ như này đi. Các thầy cô bấm vào xem phân tích thuần co chuyên sâu này. À, từ từ nhá. Từ từ này. Thầy Phương sẽ mở quay trở lại, từ từ nói về cái phần trợ lý này thì mình cứ nói sau nha. Đấy, nó có nhiều lắm cho nên là chúng ta phải đi tìm hiểu từ từ. Đấy. Chúng ta làm để từng bước để chúng ta mở được cái chức năng Pro của nó đã nha. Mở được chức năng Pro này. Chúng ta đã xem phân tích tồn kho xong rồi đúng không? Ai xem phân tích tồn kho xong rồi thì comment X gì nào. Bây giờ chúng ta thấy nó tích thêm một tích nữa rồi đúng không? Chúng ta chuẩn bị nâng cấp được lên Pro rồi đấy. Chúng ta còn mấy bước nữa lên Pro, chúng ta phải nâng cấp lên Pro đi để nó có nhiều tính năng để chúng ta khám phá hết. Được chưa? Rồi. Chúng ta bấm vào xem thêm nhiệm vụ này. Như vậy chúng ta còn có mấy nhiệm vụ nữa là chúng ta sẽ ok. Một là lưu thông tin một khách hàng. Đấy, chúng ta bấm vào đây. Đấy, bấm vào thực hiện. Đấy, cho phép. Bây giờ thầy Phương có một cái khách hàng nào đấy, là cái ông này chẳng hạn. Đấy, chúng ta lưu thông tin vào. À, thông tin khách hàng này, ví dụ thầy Phương sẽ bán cho cái người này chẳng hạn, một cái gì đó, bán cho cái này chẳng hạn. Tiếp tục. Đấy, bán nhanh. Đấy, xác nhận khách hàng trả xong luôn. Đấy, xong một việc. Quay ngược trở về. Như vậy chúng ta làm này, lưu thông tin một khách hàng. À, thêm một nhân viên vào cửa hàng. Chúng ta cứ làm hết tất cả những cái này, bấm vào thực hiện. À, ví dụ mình lấy chồng mình làm nhân viên nhá, các thầy cô nhập nhân viên số 1 vào. Nhanh quá à. Làm lại nhá. Đây, thầy Phương sẽ hướng dẫn để mọi người mở dần cái tính năng ra đá này. Ok chưa nhỉ? Hướng Lê đã sẵn sàng chưa? Bấm vào xem thêm nhiệm vụ nhá. Đấy thì nó có thêm mấy nhiệm vụ này. Chúng ta nhìn này, nhiệm vụ 2 của chúng ta, nhiệm vụ 3, nhiệm vụ 4 này. Đấy, chúng ta làm tất cả những nhiệm vụ này chúng ta được nâng cấp. À, thêm nhân viên vào, ví dụ mình bấm vào thêm nhân viên. Giả sử chồng mình nhá. Nhà là nhân viên chồng, bây giờ thầy Phương có nhân viên vợ. Đấy. Thêm số điện thoại của đồng chí đấy vào, ví dụ thế. Đây, vai trò thì cô này được làm những cái việc gì mình tích vào cho cô ấy, quản lý cửa hàng là làm tất, được chưa? À, nhân viên ghi đơn thì chỉ lên đơn thôi. Đấy, không có quyền thanh toán. Thu ngân là chỉ tiền thu tiền thôi. Đấy, nhân viên kho là chỉ quản lý số lượng tồn kho, xuất hàng. Ai hiểu thì comment hiểu nào. Đấy, ví dụ mình cho cô này là quản lý cửa hàng, thu ngân. Ok không nhỉ? Bấm vào xác nhận. Như vậy mình gửi tới cái người này. Đấy, và người này người ta đồng ý thì người ta sẽ trở thành nhân viên của chúng ta. Ok. Một người ok thì comment ok nào. Cái người đó người ta cũng cài đặt cái sổ bán hàng, người ta mở ra thì cùng một lúc cửa hàng của chúng ta có hai người quản lý. Ví dụ như là mình đi dạy thì chồng mình ở nhà bán. Ngon hay là quá ngon các thầy cô? Ngon không nhỉ? Ai thấy ngon thì comment ngon nào. Thì mình thêm cái đó vào. Đấy, Hưng Lê không có là bởi vì mình chưa làm các bước để nâng lên cái bản Plus. Được không ạ? Thế thì chúng ta có thể giao cái cửa hàng ở nhà mình cho nhiều người bán. Mỗi người làm một nhiệm vụ khác nhau. Đấy. À, chúng ta đi dạy thì ở nhà chồng mình bán. Thì người ta sẽ bán thì nó sẽ cập nhật toàn bộ số lượng bán hàng vào bên trong cho chúng ta.
Quá ngon đúng không ạ? Lưu thông tin một khách hàng này, thực hiện, thì Phương sẽ thực hiện lưu thông tin một khách hàng. Đây. À, thêm một khách hàng bố chẳng hạn. Đấy, tạo đơn hàng. Mua cái gì đấy? Đây, bán nhanh. Xong. Rồi, à, chúng ta còn có những cái nhiệm vụ này, tiết kiệm chi phí. Chúng ta cứ bấm vào. Gần xong rồi đấy. Cứ làm tiếp đi xem nó không nhận. À, tiết kiệm chi phí này. Đây, chúng ta phải làm hoàn thành nốt cái phần này. Đấy, thực hiện này. À, chúng ta thêm khách hàng. Đấy, thêm khách hàng nha, tạo liên hệ này. Đấy, bây giờ thầy Phương lấy một liên hệ nha. À, một thầy cô nào nhập số điện thoại của mình ở đây. Thầy Phương sẽ nhập liên hệ của các thầy cô vào đây. Vũ Huyền chẳng hạn nha. Vũ Huyền. Số điện thoại 09 367 367 418 418 96. Địa chỉ không bắt buộc, tạo mới. Đây. Có thể khách hàng này nếu mua hàng thì bấm vào tạo đơn hàng không thôi. Ví dụ như là cho cô Hiền này mua cuốn sách này đi. Hai cuốn đi. Bấm tiếp tục này. Đây. Thanh toán bán nhanh. Đây, ta nhận luôn. Rồi. Rồi đến phần tiết kiệm chi phí nha. Đấy chưa? Mọi người nhìn thấy không? Chúng ta làm xong hai phần vừa rồi thì giờ nó mở đến phần tiết kiệm chi phí này. Tức là nó mở hết các tính năng nâng cao cho chúng ta. Ai hiểu ý thầy Phương nào? Mình làm được những việc đấy thì app này nó rất là thực sự là thầy Phương thấy nó rất là hay đấy. Nó hướng dẫn chúng ta để nó mở dần các tính năng nâng cao chúng ta. Đấy, bây giờ chúng ta có biết là thêm nhân viên rồi này. Đấy, biết cách quản lý tồn kho rồi đúng không? Chúng ta lại học tiếp đúng không? Đây là nó đang dạy mình đây. Chúng ta làm đến phần tiết kiệm chi phí này này. Nhìn thấy không ạ? Đây. À, tiết kiệm chi phí đúng không ạ? Thì đây chúng ta sẽ nhìn đây này. Ta có khoản chi. Hôm nay là chúng ta chi cái gì? Tiếp tục nha. Chúng ta cứ nhìn đây này. Đấy. Chúng ta có những cái khoản chi này, khoản thu này. Đúng không ạ? Rồi. Khoản chi. Đây là những thứ mình chi ra. Hôm nay là mình trả tiền điện là 300.000. Chúng ta nhập 300.000 vào. Đấy, phân loại. Chưa phân loại đúng không? Giao hàng hóa. Trả lãi. Vận chuyển. Đấy. À, chúng ta nhập vào. Thanh toán nợ đi. Bấm vào tạo này. Hướng dẫn lại lưu thông tin khách hàng à? Đúng rồi, không nhập được thì nó không ra được cái này để nó để làm tiếp đâu. Thế thì thầy Phương sẽ dừng dừng xe để cho Việt Phương xe nha. Việt Phương xe màn hình đi. Đấy, ai không làm được phần lưu thông tin khách hàng thì xe màn hình được thầy hướng dẫn nha. Ai đang Vân Anh ơi, nó mình nhập những cái mình làm vào xong nó thiết kế, chúng ta chờ một lát là nó sẽ ra, nó không hiện ra ngay được. Thầy cô nào dùng Midjourney thì biết rồi đúng không, chúng ta phải trả tiền thì nó mới hiện ra ngay, mà có phải trả tiền có phải hiện ra ngay đâu, vẫn phải chờ đúng không?
Còn đây là chúng ta đang dùng miễn phí đúng không? Thì chúng ta phải chờ lâu lâu một chút là đúng rồi. Ai ai đang vào Zoom ở trên điện thoại mà đến cái bước mà không lưu được thông tin khách hàng Uyển Nhi hay ai đó thì xem màn hình đi xem nào. Không ai share à? Không ai share thì thầy qua mất cái bước đấy rồi, nó không không cho cái đấy đâu. Việt Phương xem máy tính thì không được rồi. Máy tính chưa có cái chỗ đấy, tí thì nói là dùng máy tính sau. Nếu ai dùng điện thoại thì là xem cái màn hình điện thoại của mình nhé. Ok nha. Người ta đi tiếp nha. Người ok chưa nào? Chúng ta quay trở lại đi tiếp này. Đấy. Chúng ta quay trở lại. Bấm quay trở lại. Chủ hàng. Bấm vào quản lý. Các thầy cô nhìn nhá. Thôi, cái này thì là chúng ta ngồi chúng ta làm tiếp tục. Ngày mai các thầy cô sẽ mở ra cái này làm tiếp nhá. Đấy, để thầy Phương hướng dẫn cái nội dung khác, ví dụ như này. Thì mình nó chúng ta nhìn đây này. Nó bảo chúng ta làm mấy việc, ví dụ ghi lại ba giao dịch chi. Thì đây chúng ta chi cái gì, chúng ta thêm một giao dịch chi này, khoản chi nữa này. Đấy, ví dụ thầy Phương chi ra 200.000. Đấy. Nội dung chi là cái gì? Chúng ta chọn vào đây. Ví dụ như là ăn uống, hôm nay là ăn mất 200.000. Đấy, nguồn tiền là gì? Nguồn là tiền mặt. Thì chúng ta lưu vào. Đấy, hoặc là chúng ta trả hóa đơn tiền điện hay tiền nước, chúng ta ghi chú vào. Đấy. Thế thì hàng ngày chi cái gì? Thì chúng ta đưa vào cái khoản chi đấy vào đây. Cả nhà ok thì comment ok nhỉ. Để làm gì? Chúng ta quản lý cái nguồn tiền vào ra của nhà mình. Đấy, nếu ai gọi là tạm thời là mình dùng để quản lý thu chi cũng được, quản lý ở trong nhà mình cũng được nhá. Đấy, khoản thu này. Ngày hôm nay mình thu cái gì? Mình nhập số tiền vào, ví dụ như là ngày hôm nay mình thu là thêm 5 triệu. Đấy. Phân loại này là thu hồi nợ, đúng không nhỉ? Đấy, hoặc thu lãi, hoặc là vay nợ, ví dụ hôm nay mình vay nguồn tiền là tiền mặt, ví dụ thế này. Đấy, cái tiền này là do sao mình vay bà ngoại. Đấy, chúng ta vừa mới mở cửa hàng nó đang thiếu tiền đúng không? Đấy, vay, bấm vào tạo thì nó sẽ ra là nguồn thu, nguồn chi. Như vậy là tổng thu là chúng ta thu vào là 5 triệu là cái tiền chúng ta vay cộng với lại cái tiền mà chúng ta bán hàng về trong kho bây giờ, trong nhà của mình, trong két nhà mình bây giờ nó phải có 6.804.000 thì mới đúng. Sau đó thì chúng ta chi đi 600.000 rồi, đúng nhỉ? Đấy, mọi người có nhìn thấy không ạ? Tổng thu đây này, tổng chi đây này. Mọi người thì bây giờ trong kho, trong két của mình nó còn lại phải là 6.204.000. Ai hiểu thì comment hiểu nào. Thì hàng ngày cứ thu gì, chi gì, ngoài việc bán hàng ra chúng ta có nguồn tiền nào khác thì chúng ta vào khoản thu. Đấy. Nhá. Mà chúng ta chi cái tiền gì khác ra thì chúng ta vào khoản chi. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Bình thường thì thu chi nó nằm ở bên dưới này. Cái phần dưới là thu chi này. Ok không cả nhà? Ok chưa? Như vậy chúng ta đã làm xong thêm một việc. Đấy. Chúng ta bấm vào tiếp là xem phân tích thu chi này. Thì nó ra cho chúng ta cái bảng phân tích luôn. Cái này nếu thầy cô nào mà gọi là mình dùng nó để gọi là phân tích tình hình tài chính nhà mình cũng được đúng không? Chúng ta chỉ cần dùng nó để phân tích tài chính nhà mình là hôm nay tiền lương về bao nhiêu tiền, chi bao nhiêu tiền thì bây giờ chúng ta nhập vào đây. Hiểu không? Mọi người thấy ngon không? Cả nhà có thấy ngon không nhỉ? Thì nó ra là đây, tháng này là tổng thu từng đây, tổng chi từng đây, từng khoản là một là gì? Chúng ta nhìn ra. Đấy, thanh toán nợ 400.000, ăn uống hết 2.000. À, 200.000, thanh toán nợ cụ thể như nào xem ở đây. Đấy, từng việc việc một, thu chi nó nằm hết ở đây. Ăn uống, có cái đây, gọi là trên từng mm đúng không ạ? Quả này mà bà áp dụng kiểu này vào thì quả này thì không mất đi đâu đồng nào đúng không?
Ok, cả nhà thấy ok thì comment ok nhỉ, hiểu không nhỉ? Đấy, à, chủ cửa hàng chuyên nghiệp này, bạn đã trở thành chủ cửa hàng chuyên nghiệp, bắt đầu ngay. Đây, chúng ta còn vài cái nữa là chúng ta trở thành chủ cửa hàng chuyên nghiệp đây. Chúng ta học hết nha những thứ này nha. Được không nhỉ? Đấy, chúng ta còn mấy việc nữa là chúng ta học thêm mấy việc nữa là chúng ta bắt đầu hiểu hết về kinh doanh rồi đấy. Chúng ta còn phải biết quản lý công nợ này. Chúng ta phải biết nhắc khách thanh toán nợ này. Hiểu không cả nhà? Thế thì bây giờ mình còn việc là quản lý công nợ đi, mình mở ra đây. Bấm vào thực hiện. Xem bà nào còn nợ mình. À, bà Kiều nhá. Bà nợ tôi 330.000 nha, bà giả đi. Đây. Được chưa? Ví dụ mình mở vào quản lý công nợ là mình nhìn ra ngay là ai là người còn đang nợ tiền. Hay không cả nhà ơi, giả sử mình bán tạp hóa đi thì liên tục là khách quen là qua mua xong mua chịu đúng không? Được không nhỉ? Mua chịu là bây giờ cấm thoát được. Bởi vì là làm sao ạ? Nó ở lưu ở trên hóa đơn luôn rồi. Các cụ ạ, à, các cụ đừng có chạy em. Ngày mai bảo là em qua em có mua đâu. Đây bây giờ tôi mở ra cô Kiều nha. Cô Kiều này, nợ tôi 330.000 này. Hóa đơn đây, mở ra này, nhìn đây này. Mở ra xem nào. Cô Kiều đây, xem chi tiết đây. Cụ ơi, cụ mua của em hai thứ. Một là Ovantin này, hai cái canxi này. Đấy, tổng tiền của cụ là trả là 1.330.000 này. Cụ mới đưa cho em có 1.000.000 thôi này. Đấy, ngày đưa giờ đưa đây, ngày mùng 5 tháng 5 đây, 20 giờ 59 phút đây. Còn cãi không? Có cãi không? Không cãi gì? Không cãi thì giả tiền đây. Đúng không? Thì là tôi đã nhận. Bây giờ hôm nay em mới có 200 thôi thầy ạ. Thầy cho em giả trước 200 đi. Thì 200. Ok. Ghi chú bấm tạo. À. Này thì 200 này. Đây. Bây giờ tôi còn phải thu của Kiều 130.000 nữa thôi. Ngon không cả nhà? Đấy. Bây giờ thì làm sao mà có ai mà có thể nợ được đấy, cô kia còn nợ 130.000 thế này, ngày hôm nay đây này, mở ra này, đấy danh sách đây này, giao dịch đây này, đấy đã thu ngày mùng 5 đây này, đấy trả nợ đây này, à, đấy chưa, lúc 21 giờ 58 phút là trả 200.000 rồi này, ngon rồi đấy, được chưa, ngon không mọi người, các thầy cô có thấy ngon không nhỉ, có thấy nó thông minh không ạ? Thế thì nếu bây giờ các thầy cô có một cái quán tạp hóa mà chúng ta thường xuyên hay là bán cái gì đó mà có người nợ của chúng ta thì bây giờ không sợ rồi đúng không? Nó còn có tính năng này, nước mới kinh như này các thầy cô này. Có tính năng là đòi nợ thuê. Đúng không? Phải thu này, lịch sử chi tiết thì đây nó ra đây rồi nha. Được chưa? Đấy. Quay trở về. Được chưa? Đấy, xem nhiệm vụ này. Đấy, nhắc nợ. Đấy. Giờ còn tính năng là nhắc khách thanh toán nợ. Đấy, bà Kiều ơi, quả này thì bà làm sao mà thoát được đúng không? Có cái, ngoài phần ghi nợ ra tôi còn có mục là nhắc khách thanh toán nợ cơ. Nha. Bây giờ tôi nhắc xem nào. Đấy, thực hiện này. Cô Kiều à, nhắc nào nhỉ? Đấy, còn phải thu của cô Kiều 130.000 đúng không? Đấy, bấm vào đây xem nào. Đấy, bây giờ tôi sẽ nhắc nợ qua Zalo nhá. Mọi người có nhìn thấy không? Có từng đây thứ nhắc nợ này. Nhắc qua Zalo này. Nhắc qua FNS này. Đấy. Nhắc nợ qua Zalo. Ấy, trời ơi. Đấy, nhìn thấy chưa? Nhắc nhở thanh toán của bạn 130.000 gửi từ quán ngon Thế Phương. Được chưa ạ? Mọi người nhìn thấy chưa? Hay không? Cả nhà thấy hay không? Đấy, bấm vào gửi lời nhắc. Gửi lời nhắc này. Bấm vào Zalo này. Quý Kiều à? Có chữ Kiều vào đây. Lâu lắm thì mình bảo là có lương giả mà chưa thấy gì à? Bấm vào luôn. Rồi bây giờ chúng ta mở thử xem Zalo nó nhắc gì nha. Đây gửi cho cô Kiều đây nha. Xin chào cô Kiều. Bạn cần thanh toán tiền 130.000 đồng. Xem chi tiết tại. Đấy. Ui, tuyệt vời không cả nhà? Ai thấy tuyệt vời thì comment tuyệt vời trong phần chat nào. À, chà chà. Đây, bây giờ nhắc nợ kiểu này đúng không? Có lịch sự văn minh không mọi người? Có kinh không nhỉ? Có lịch sự văn minh không ạ?
Cô Kiều thắc mắc cái gì? Bấm một cái đường link này này. Thanh toán đây này, bấm vào đây, bấm vào đây, bấm vào đây. Bấm vào đây. Xem nào, ra luôn. Nha. Bây giờ các cụ nhìn đây này, cụ bấm vào đây cụ cũng sẽ nhìn thấy này. Xác nhận giao dịch. Bạn đã nhận. À, bạn đã đưa. À, được chưa? Bây giờ bạn có thể thanh toán cho tôi. Đây là lịch sử giao dịch đấy nha. Ngày mùng 5 tháng 5 là 20 giờ 59 phút là bạn ghi nợ của tôi 330.000 nha. Đấy. Ngày mùng 5 tháng 5 21 giờ 28 là bạn đã trả 200.000 rồi nha. Mai em nghỉ học. Yến Kiều. Thì khi cô Kiều bấm vào đây thì cô Kiều có thể thanh toán bằng những cách sau đây. Một là thanh toán chuyển khoản qua ngân hàng thì bấm vào đây này, chuyển khoản qua ngân hàng. Đấy, thì nếu mà thầy Phương cài đặt là có cho chuyển khoản cho ngân hàng, chỉ cần bấm vào đây là lập tức ra thẻ ngân hàng là chuyển được luôn. Nhá. Đấy, có thể thanh toán bằng ATM, có thể thanh toán bằng Visa đấy, mấy cô Kiều học cái lớp vẽ tranh rồi đúng không? Học lớp viết sách giờ có thẻ Visa rồi đúng không? Bấm vào đây nhập số thẻ và phát là thanh toán được tiền ngay cho thầy Phương thôi. Mọi người có thấy hiện đại không? Ai thấy nó quá hiện đại thì comment hiện đại trong phần chat ạ. Mình có thể thanh toán bằng rất là nhiều thứ. Đây là thầy Phương đăng cái này là cái mới nhá. Cái app mà chúng ta vừa cài thì Phương vừa cài vào chưa có cài thẻ ngân hàng mà. Nếu mà cài thẻ ngân hàng bấm vào đây phát là lập tức nó vào số tài khoản luôn. Các cô chỉ cần nhập số tiền phát là các cô chuyển thôi. Đây. Còn nếu các cô mà dùng thẻ Visa, các cô bấm sang thẻ Visa phát này là các cô chỉ cần nhập số tiền là nó chuyển thôi. Đấy, thấy chưa? Đấy, còn đây là cô không có thẻ Visa, không có gì, bấm vào thanh toán ngay. Bấm vào thanh toán ngay này. Thanh toán ngay. À, đây là do mình chưa chưa đặt những cái này vào. Nhận ra vậy. Rồi. À. Ở trên cái giao diện này thì cô Kiều cũng có thể gọi ngay cho thầy Phương hỏi là ôi em giả tiền hôm thầy hôm trước rồi đây. Em đưa cho thầy 130.000 ở quán mà thầy quên à. Có thể bấm vào nút gọi điện này. Sau đó bấm vào nút gọi. Người thấy không ạ? Thì nó có thể gọi trực tiếp qua đây hoặc qua Zalo luôn. Đấy, nó hiện sẵn luôn rồi, cứ thế là bấm là nó nhập vào luôn số tiền cho chúng ta. Đây thầy Phương chưa cài cái chỗ này nên là nó chưa chưa bấm vào đây thì nó chưa thanh toán được này. Đấy, được chưa? Ok. Mọi người đã hiểu rồi thì comment hiểu nào. Có hiểu thì comment hiểu đi nào. Đây là chức năng là nhắc nợ nha. Nhắc nợ rồi đây. Rồi bây giờ chúng ta làm một chút về phần tài khoản các thầy cô đi. Đây, à, chúng ta còn, ui, các thầy cô nhìn đây. Mọi người nhìn thấy kinh không? Các thầy cô làm đến đây, mọi người thấy hay không nhỉ? Có thấy cái website này hay không ạ? Nó còn cho phép chúng ta làm cái gì nữa này? Tạo trang web bán hàng. Đấy, bây giờ đến lúc tạo trang web bán hàng thế này. Cả nhà ơi, làm xong cái tạo trang web bán hàng này, mấy cái này nữa là mình lại có bản ngon để dùng thế này. Mọi người đến phần tiếp theo là tạo trang web bán hàng đúng không? Đúng mà tạo trang bán hàng này. Đây. Nha. Ai ra được đến đây thì comment được. Còn ai nếu mà chưa ra được đến đây thì comment chưa. Thì thầy Phương sẽ chỉ vào chỗ khác để tạo trang bán hàng. Còn nếu những người mà làm được đến đây rồi là có thể làm. Chưa đúng không? Không ra được đúng không? Bây giờ thầy Phương quay trở lại nha. Đây, đầu tiên là nói với những người mà ra đến đây này thì tạo trang web đầu tiên là nó đang dùng cách là gì, nó lấy số điện thoại của chúng ta để nó làm tên trang web đấy, ví dụ số điện thoại xong đến chấm siêu chấm rẻ mình có thể chọn này, được chưa? Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể sửa nó bằng tên của mình bằng cách là bấm vào đây và sửa lại cái này thành website của chúng ta, ví dụ như là quán thầy Phương đấy chấm siêu chấm rẻ. Mọi người có thể chọn đuôi ở đây nha, chọn đuôi này thì có đuôi là đuôi tạp hóa số, đuôi dịch vụ số, đuôi địa chỉ số, đuôi chấm siêu chấm rẻ, đuôi buy now vn nha. Ok không nào?
Ai đã đặt xong tên cửa hàng của mình comment xong ở trong mấy phần chat ạ? Xong rồi bấm tiếp tục. Bây giờ thầy Phương sẽ quay ngược trở ra để làm cho những thầy cô mà chưa nha, bấm tiếp tục này. Đấy. Sau đó thì mình có thể chọn ảnh bìa cho cửa hàng, các thầy cô có thể chụp cái ảnh của mình, làm một cái ảnh đại diện. Ngày mai thì Phương sẽ hướng dẫn làm cái ảnh đại diện ở trên Canva cho nó đẹp. Được chưa? Còn bây giờ tạm thời thì dùng ảnh của nó. Rồi bấm hoàn thành. Được chưa? Và bây giờ chúng ta đã có một cái tên, ví dụ như thầy Phương là quán thầy phương.buynow.vn. Tên này hay không cả nhà? Đấy. Ok mà bây giờ đối với những người mà lúc nãy nó không ra cái giao diện đấy nhá, thì vào đây các thầy cô nhá. Ở phần quản lý cửa hàng này này, các thầy cô sẽ bấm vào cái hình ảnh logo ở góc bên trên bên cùng bên trái. Trên cùng bên trái, bên cạnh chữ quán ngon thầy Phương, các thầy cô có nhìn thấy cái biểu tượng cửa hàng không? Ai thấy thì comment tên nào. Đối với những người mà chưa làm được cái bước là tạo website, thì bây giờ nhìn bên cạnh chữ quán ngon thầy Phương ấy, thì của các thầy cô cũng thế, tên quán các thầy cô thì nó sẽ có một cái gọi là gì ạ, là cái logo ấy, cửa hàng ấy, ai thấy thì comment tên nào. Chúng ta bấm vào đấy, đấy bấm vào đây nha. Chúng ta sẽ có một cái mục cài đặt cửa hàng, ai thấy cái chỗ cài đặt cửa hàng comment chữ cờ nào. Comment cờ nếu như mà có cái này. À, chúng ta bấm vào cài đặt cửa hàng. Rồi, ra đến đây thì chúng ta còn có cái gì ạ? Là website bán hàng. Ai nhìn thấy website bán hàng thì comment chữ W. Đây là cái chỗ của buổi học ngày hôm nay. Học làm website. Làm tất cả mọi thứ lúc nãy. Làm nền tảng cho cái bây giờ. Nha. Mọi người sẽ có cái website ngay bây giờ. Các thầy cô bấm vào cái chỗ website bán hàng. Thầy làm lại để các thầy cô nhìn này. Ở trang chính của nó thì bấm vào quản lý cũng được để nó về cái trang chủ này. Nha. Được không ạ? Sau đó thì mình sẽ bấm vào cái logo bên cạnh cái tên quán của mình ở bên trên cùng. Bên tay trái có cái logo cửa hàng ấy. Mình bấm vào đấy. Đây. Úi dồi ôi. Mọi người nhìn thấy phiên bản Pro chưa? Lúc nãy là bản Free, giờ nó nâng cấp cho mình lên bản Pro được có sướng không ạ? Đấy, làm mấy việc nó đã lên Pro rồi đấy. Để cho mình trải nghiệm hết tất cả những cái tính năng nó đi. Mình bấm vào cái logo này này. Sau đó mình sẽ nhìn thấy là gì ạ? Là cài đặt cửa hàng. Sau đó vào website bán hàng. Đúng không ạ? Ở trong này chúng ta có hai thứ: cửa hàng trực tuyến và lúc nãy thầy cô hỏi là phí vận chuyển đấy, thì có phí vận chuyển ở đây rồi. Được không ạ? Cửa hàng trực tuyến trước nha. Đây. Thì các thầy cô có sẽ để bấm vào cái chỗ cái bút này. Ai nhìn thấy cái chỗ cái bút để sửa thì comment chữ sờ nè. Ví dụ nãy là mình đặt là quán ngon thầy phương.buynow.vn. Bây giờ mình không khít cái tên này thì mình có thể bấm vào sửa. Sau đó thì chúng ta sẽ nhập tên website của chúng ta ở đây. Đấy, ví dụ giờ mình sửa thành quán ngon thầy Phương đi. Được chưa? Quán ngon thầy Phương. Quán ngon thầy Phương. À, nó bị quá số ký tự rồi. Nha. Nó cho chúng ta từng đây ký tự thôi. Chúng ta không có thêm được. Thì chúng ta chỉ đánh ở trong phạm vi này thôi. Đấy, ví dụ như là quán thầy Phương. Ai đã ok thì comment ok cái nào. Và bây giờ mình có thể chọn đuôi khác. Lúc nãy là mình chọn đuôi buy now đúng không? Bây giờ mình chọn là quán thầy Phương chấm tạp hóa chấm số, hay là quán thầy Phương chấm siêu chấm rẻ. Thì thầy Phương thích là quán thầy Phương chấm siêu chấm rẻ. Thì mình chọn vào đây. Được không nha? Rồi, sau đó bấm vào cập nhật. Và bấm vào cập nhật. Ai ngon rồi, comment ngon rồi. Và bây giờ chúng ta đã có một website mang tên là
quán thầy Phương chấm siêu chấm rẻ. Đấy. Ai ngon rồi comment ngon ở trong phần chat nào. Ngon rồi thì comment ngon nào. Bây giờ chúng ta đã có một website tên là quán thầy Phương chấm siêu chấm rẻ. Quán của các thầy cô tên là gì vậy? Comment ở trong phần chat nào. Ôi dạ. Ngon không? Phí vận chuyển đây, lúc nãy có người hỏi phí vận chuyển đây. Bật cái phí vận chuyển lên đây. Đấy, nhập phí vào ví dụ là 20k. Đấy, được chưa? Miễn phí vận chuyển cho đơn từ 200k trở lên. Đấy, bấm vào cập nhật. Ok không nào? Mọi người ok không ạ? À, chúng ta đã có rất nhiều website rồi đây. Úi dồi ôi, bắt đầu chuẩn bị bão. À, đây này. Ô, 200.000. Rồi, cập nhật. Xong. Yeah. Bây giờ chúng ta làm mấy việc nữa này, giao diện này. Đấy, thì nó có hai loại. Giao diện cơ bản. Giao diện cơ bản thì chúng ta sẽ nhìn thấy là gì? Là nó chỉ như này và trên máy tính nó bị dọc như cái điện thoại này. Các thầy cô thấy thì comment tên này. Còn chúng ta chọn sang giao diện chuyên nghiệp thì trên máy tính là nó full màn hình luôn. Còn chúng ta ở giao diện cơ bản ấy là nó chỉ là như thế này thôi. Chứ nó chỉ được trên điện thoại thôi. Còn trên máy tính là nó cũng như ở trên điện thoại luôn. Thì bây giờ chúng ta chọn sang giao diện chuyên nghiệp. Chúng ta bấm vào áp dụng. Bấm vào đã hiểu. Đã hiểu. Rồi. Bây giờ mình thử truy cập ở trên máy tính phát đi nhỉ. Đấy. Để cho các thầy cô xem cái giao diện ở trên máy tính cái đã nào nhỉ. Ok, các thầy cô thử truy cập vào cửa hàng của nhà mình thử xem nhá. Đây. À, quán của thầy Phương đây, cửa hàng thầy Phương đây, website thầy Phương đây. À, quán thầy Phương. Chấm siêu chấm rẻ. Enter. Úi dồi ôi. Và đây chính là cửa hàng của tôi đây. Và các thầy cô thấy không? Toàn bộ sản phẩm mà lúc nãy chúng ta làm ở trên điện thoại, bây giờ nó lên hết trên đây rồi. Chúng ta có hai thư mục thôi đúng không? Thực phẩm chức năng đây. Có món này. Sách có món này. Ồ. Tuyệt vời hay là quá tuyệt vời cả nhà ơi? Ai thấy nó tuyệt vời thì comment tuyệt vời trong phần chat nào. Chúng ta đã có một website, một cửa hàng online xịn sò. Xịn sò đây rồi. Đây, một cửa hàng online xịn sò. Bình thường, chúng ta muốn có một website như thế này, chúng ta phải bỏ rất nhiều tiền. Nếu như để có được tính năng này, tôi nghĩ các thầy cô phải trả khoảng tầm 30 triệu, 20 đến 30 triệu thì may ra chúng ta mới có được tính năng như thế này. Nha. Còn bây giờ các thầy cô hiện tại đang không mất một đồng xu nào cả, đúng không nhỉ? Nhưng chúng ta có một cái cửa hàng chuyên nghiệp như thế này. Và chúng ta chưa tìm hiểu hết tính năng của nó đâu. Đây chỉ là một thôi. Còn buổi nay, buổi mai thì Phương sẽ hướng dẫn các thầy cô để mọi người khám phá hết tính năng của nó thì mọi người mới thấy nó kinh khủng như thế nào. Nha. Nó hay như thế nào. Hay không? Mọi người thấy tuyệt vời không? Cái ảnh này mình sẽ thay nó đi. Đúng không ạ? Đấy, buổi mai mình sẽ hướng dẫn làm mọi người thiết kế cái ảnh này cho đẹp của mình đúng không nào? Đây, và nhiều tính năng tuyệt vời khác nữa. Hay không cả nhà? Đây, thì đấy. Rồi, các thầy cô ơi. Ngon chứ nhỉ? Đây. Ngon không cả nhà? Ngon không ạ? Ngày mai thầy sẽ hướng dẫn mọi người quản lý cửa hàng này trên máy tính. Hôm nay thì hướng dẫn ở trên điện thoại thôi. Nhưng ngày mai hướng dẫn là quản lý cửa hàng đó ở trên máy tính như thế nào? Thì chúng ta lại có cái chức năng quản lý trên máy tính chứ không cần phải lúc nào cũng cầm cái điện thoại này để làm cái phần quản lý đúng không? Đấy, thì chúng ta có hết mọi thứ đấy. Thầy Xuân Huế nhớ làm một website bán hoa cho nó đẹp vào nhá. Ok.
Toàn bộ từ đầu đến giờ mọi người thấy ok không? Muốn bán các khóa học dạy học sinh thì đăng khóa học lên đây thôi. Học sinh vào mua thôi. À. Ui giời, nó còn nhiều thứ lắm các thầy cô ơi. Thế này mọi người còn nhìn thế này. Trong cửa hàng này nhá, thầy Phương nói sơ qua một số cái để các thầy cô nhìn nhá. Có cách nào học lại buổi học ngày hôm nay không ạ? À? Ngày mai thì Phương đăng lên YouTube sau nhé. Được chưa? Ok không? Cả nhà hôm nay nó bị lỗi nên ngày mai sẽ đăng lên sau nhé. Ngon không mọi người? Cũng trong phần cài đặt khách hàng này các thầy cô sẽ nhìn thấy này. Có phương thức thanh toán này. Đây. Các thầy cô chỉ cần là tạo tài khoản của ngân hàng HD hoặc MB thì chúng ta bấm vào đây nó sẽ tự hướng dẫn mình cách tạo luôn. Nha. Đấy. Thì các thầy cô sẽ thấy rằng là gì? Chúng ta làm tất cả mọi thứ ở trong này, tạo ra một cái tài khoản liên kết ở đây. Đấy, tạo tài khoản MB cũng được, bấm vào đây. Thì chúng ta có tài khoản rồi, nhập vào đây là xong. Đấy, chúng ta muốn cho khách thanh toán bằng thẻ Visa hoặc Master, chúng ta mật cái này lên. Đấy. Rồi chúng ta bấm vào kết nối qua cái này là xong. Đấy, thì chúng ta nhập cái số thẻ của chúng ta vào. Thế là làm sao ạ? Là nó cho phép khách của chúng ta thanh toán bằng thẻ Master, Visa. Đấy, các kiểu con đà điểu có hết ở trong cái phần cài đặt thanh toán này. Nha, mọi người ok thì comment ok nè. Chúng ta muốn cài đặt nguồn tiền, chúng ta sẽ thấy là có tương đương nguồn tiền. Chúng ta có thể thêm vào. Đấy, thì giới thiệu sơ qua phần này nó không quan trọng thì không giới thiệu nhanh nhá. Ở quy trình bán hàng, thông tin sản phẩm. Ví dụ, các thầy cô thấy là lúc nãy cái sản phẩm của chúng ta ấy, nó đăng lên nó chỉ có mỗi ảnh và giá thôi đúng không? Nó không có thông tin mô tả là cái sản phẩm đấy dùng để làm gì đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta vào cái phần cài đặt thông tin sản phẩm này. Đấy, vào thông tin sản phẩm chúng ta bật lên là có hiển thị đơn vị sản phẩm này, là tính theo lon hay cốc hay kg này. Có phần mô tả sản phẩm này để các thầy cô viết là cái sản phẩm đấy nó là cái gì này, chúng ta mô tả nó lên này. Được không nhỉ? Có giá khuyến mại không này, chúng ta có thể bật nó lên này. Chúng ta có cho phép khách mua sỉ không này. Ví dụ như bình thường chúng ta bán là 10.000 một cái cốc chẳng hạn. Nếu mình như khách mua 5 cái thì chúng ta giảm còn 8 cái chẳng hạn, còn 8.000 chẳng hạn, chúng ta bật cái giá sỉ này lên này. Được chưa nhỉ? Đây. Tồn kho có theo dõi không này? Có mã vạch không này? Chúng ta bật hết lên. Đấy. Cái này cực hay nhá. Mã vạch sản xuất đây này. Các thầy cô có thấy rằng mỗi lần chúng ta đi ra siêu thị chúng ta thanh toán tiền là gì? Người ta cầm cái này, người ta dơ vào cái máy thanh toán phát thì nó sẽ hiển ra cái này là cái gì, số tiền là bao nhiêu không? Ai có nhớ, có thấy thì comment có trong phần chat này. Và các thầy cô có muốn rằng gì? Mình cũng làm được như vậy không? Mình có thể tạo ra mã code hoặc là mình những cái thứ mà nó có sẵn mã code như thế này rồi. Chúng ta có thể thiết kế làm sao để làm gì? Chúng ta giơ cái điện thoại lên, chúng ta quét một phát như này là nó hiển thị cái sản phẩm này là gì, bao nhiêu tiền lên cho khách vậy, và nó thanh toán thẳng vào đây. Ai thích thì comment thích ở trong phần chat thì có hướng dẫn này. Có thấy tuyệt vời không ạ? Nếu như các thầy cô với cái điện thoại của mình thôi mà cũng có thể làm là gì? Quán tạp hóa nhà mình có 300 mặt hàng đúng không? Khách mua bao nhiêu mặt hàng xếp hết ra đây cho em. Em lơ điện thoại lên em quét một chú, em được quét chỗ này hai chú, em quét chỗ này ba chú. Thì mọi người có thấy ngon không? Nếu mọi người thấy ngon thì thầy Phương sẽ hướng dẫn mọi người làm cái món này. Được không nhỉ? Xịn không nhỉ? Đấy, chúng ta nhớ bật cái mã vạch sản xuất này lên nhá. Bật cái mã vạch sản xuất này lên này. Được không ạ? Bật nó lên. Tiếp tục này. Nếu khách nhà chúng ta nó vào đây nó mua cái quyển sách này, ví dụ nó mua quyển sách này, và mình muốn là nếu mà thằng này mà mua quyển này thì gợi ý thêm cho nó mua thêm quyển này vào, có hiểu ý không ạ? Tức là nếu nó mua cái sản phẩm này thì lập tức nó gợi ý luôn cho khách là mua thêm cái này đi, cái này hay, cái này cần này, thì chúng ta bật thêm cái là gì ạ? Bật thêm cái bán kèm vào, bật lên để khách nó mua sản phẩm này thì nó gợi ý cho nó là gì, mua cái này nữa đi, người ta mua cái này nữa này. Có hiểu không? Mọi người thấy hiểu thì comment hiểu nè. Đấy. Nếu như sản phẩm của chúng ta mà còn được có phân loại theo size, theo màu sắc thì bật cái này lên. Chúng ta bán quần áo đúng không? Bán giày dép đúng không? Thì nó còn có cỡ đúng không ạ? Có size S, size M, size XX gì đúng không ạ? Thì chúng ta bật cái phân loại này lên. Chúng ta bán áo thì ngoài cái màu này nó còn màu kia đúng không ạ? Bật cái phân loại này lên. Tiếp tục. Bật cái là hiển thị sản phẩm trên website bán hàng. Bật cái này lên. Thì những cái sản phẩm chúng ta làm nó hiển thị hết lên đấy. Đấy, nếu chúng ta muốn gắn thêm nhãn cho sản phẩm thì chúng ta bật thêm vào đây.
Còn nói tóm lại bật hết đi rồi thầy Phương hướng dẫn mọi người những cái thứ tuyệt vời này. Ai xong thì comment xong này. Đấy thì vào phần cài đặt sản phẩm nha, chúng ta bật hết lên. Bây giờ chúng ta làm thử cái món này. Làm xong cho cái này cho mọi người cảm thấy sướng một cái thì là chúng ta lại chúng ta nghỉ ngày mai làm tiếp nhé, được không cả nhà? Đấy. Nghe xong comment xong đi. Bây giờ mình làm quả thanh toán. Đấy, làm sao để web của chúng ta thanh toán bằng mã này được, đúng không? Giơ điện thoại ra quét mã code này phát là ok luôn. Cả nhà, ok chứ các thầy cô? Bây giờ mình sẽ thiết kế là mình sẽ làm sản phẩm của mình là đăng nhập vào và thanh toán là gì? Khách vào mua hàng giơ lên và chúng ta giơ cái điện thoại ra và rồi chúng ta làm gì? Chỉ cần giơ cái điện thoại vào quyển sách này, lập tức nó quét cái mã 3 ở trong quyển sách này. Ra tiền. Đấy. Ai đã sẵn sàng để làm cái món hay ho này comment sẵn sàng nào. Hiểu chưa nhỉ? Bây giờ khách đến cái tạp hóa của chúng ta nhưng mà chúng ta vô cùng chuyên nghiệp đúng không? Chúng ta chỉ cần mang ở đây thanh toán, quét 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 đúng không? Kinh vãi à? À, ai thấy cái này kinh vãi thì comment vãi ở trong phần chat nào. Đấy, cửa hàng siêu thị Vinmart có dùng cái này, có, bọn nó có dùng cái này đấy và bây giờ các thầy cô dùng được cái này và ngay chỉ với cái điện thoại của chúng ta thôi. Ai thấy cái này hay vãi thì comment vãi ở trong phần chat nào. Chẳng mất đạo cụ gì đúng không? Không phải mua máy quét đúng không? Ở đấy thì nó phải mua cái máy chip đúng không ạ? Còn chúng ta thì sao? Điện thoại di động đúng không ạ? Không phải mua cái máy chít vạch đúng không ạ? Thế mà vẫn làm được. Thế mới kinh đúng không? Ok. Rồi. Bắt đầu ngay. Rồi mở cái sổ bán hàng ra. Thầy Phương còn phải làm vài bước nữa đúng không? Nhưng mà thôi tạm thời là mấy cái bước này thì các thầy cô làm nốt nha. Bây giờ bắt đầu mình bấm vào sản phẩm nha. Có, Xuân Huế có cái món đấy. Thì Xuân Huế cứ yên tâm. Được chưa? Khách online, khách nó chỉ cần truy cập vào cửa hàng của chúng ta phát thôi. Truy cập vào web ấy, nó báo vào điện thoại chúng ta luôn. Có thằng đang chui vào web của bạn ấy. Vào tiếp đi, vào tiếp đi. Đúng không ạ? Vào bắn đi đúng không? Có hết. Cho thầy cô ạ. Nha. Nào bây giờ cứ làm phát sản phẩm đi nha. Mọi người bấm vào sản phẩm nha. Được chưa? Bây giờ mình tạo sản phẩm mới nha. Đúng không ạ? Bấm vào tạo sản phẩm. Nó hay ở chỗ là không chỉ nó đặt hàng đâu thầy, đặt hàng thì đương nhiên nó về điện thoại rồi. Nhưng mà nó chỉ cần truy cập vào website thôi, nó vào ngó thôi phát là nó đã bắn vào điện thoại cho mình. Có thằng nó vào nó ngó đấy, vào xử lý đi. Đúng không? Đấy thì bây giờ chúng ta bấm vào tạo sản phẩm được chưa? Bây giờ thì Phương sẽ bán một cuốn sách khác nha. Không được. Nhà chả có gì ngoài sách. Nào bây giờ lấy sách ra, mọi người lấy sách ra đi, sách nó có mã code rồi này. Lấy quyển sách ra. Lấy quyển sách nào đó nó có cái mã code ở đằng sau này. Đây. Để mà chúng ta bán cho nó xịn. Lấy quyển sách đi, mọi người đi lấy được quyển sách chưa? Ai sẵn sàng comment sẵn sàng nào. Cuốn đầu tiên là cuốn bí mật của may mắn này đi. Đây. Bí mật của may mắn. Giá bán bao nhiêu tiền? 45.000. Giá vốn 30.000, ví dụ thế. Bây giờ đây, có giá khuyến mại chúng ta thấy lúc bây giờ thêm so với lúc nãy không? Các thầy cô có thấy thì comment tên nào. Bây giờ lúc nãy nó chỉ có giá bán ra vốn, bây giờ nó có giá khuyến mại. Bây giờ giả sử hôm nay mình đang bán 42.000. Nhập 42.000 vào. Giá sỉ. Giá sỉ tức là nếu như mà các cụ mua cho em 50 cuốn thì em bán cho các cụ là với cái giá là bây giờ là 35.000 một cuốn. Mọi người hiểu thì comment hiểu nào. 35.000. Đấy. Hiểu không nhỉ? Có hiểu không cả nhà? Không thấy ai bấm cái gì hay là mãi làm. Để bấm xác nhận. Như vậy thì nếu ai mà đặt vừa thì Phương đặt là bao nhiêu cuốn? 50 cuốn đúng không? Thì nó tự động chuyển giá về giá sỉ. Có hay không cả nhà? Các thầy cô có thấy cái này hay không nhỉ? Đấy thì mình sẽ khuyến khích khách hàng người ta mua nhiều hơn.
nó rơi vào mục sách, chọn mục sách này. Đây. Cho phép khách xem giá sỉ. Nếu như mà chúng ta muốn là gì? Bật cái này lên này. Thì khách nó vào nó nhìn biết được luôn là nếu như mua 50 cuốn thì sẽ giảm xuống còn 35.000. Còn nếu như mà mình chỉ dùng nó cho đại lý thôi thì chúng ta tắt này đi. Hiểu thì comment hiểu. Tiếp xem nào. Cho phép này này. Nếu chúng ta bật cái này lên là tất cả khách hàng vào website của chúng ta sẽ nhìn ra là cứ mua từng đây cuốn, 50 cuốn thì sẽ được giá sỉ. Còn nếu như mà chúng ta tắt này đi, thì chỉ ông nào mà là đại lý của chúng ta bảo với họ biết thôi. Thì họ cứ nhập đủ 50 cuốn là gì? Nó tự chuyển về giá sỉ. Ok thì comment ok. Cài đặt sản phẩm ở đâu à? Tí nữa thầy chỉ lại ở phần ngoài nha. Đây, mọi người sẽ nhìn tiếp đây. Bây giờ đến cái chỗ là mã vạch sản xuất. Ai thấy mã vạch sản xuất rồi comment chữ M phần bên dưới. Mã vạch sản xuất. Comment M ở chỗ này cực hay này. Comment M nếu nhìn thấy cái chỗ mã vạch này. Cái chỗ này này. Mã vạch sản xuất đấy. Ở trên mỗi cuốn sách này. Mọi người nhìn nhá. Trên mỗi cuốn sách. Không biết các thầy cô có nhìn thấy cái mặt của cái... Thầy cô làm cho nó to ra. Trên mỗi cuốn sách này. Thì các thầy cô có nhìn thấy nó có mã vạch không? Trên mỗi cái... Cái này nó cũng có mã vạch không? Có đúng không nào? Đấy. Tất cả nó đều, sản phẩm nó đều có mã vạch hết đúng không nào? Có đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm là quét vào cái mã này là thanh toán tiền. Được không? Đấy. Thì bây giờ chúng ta làm nhá. Chia sẻ tiếp này. Các thầy cô nhìn tiếp này. Rồi. Quay trở lại cái cuốn này. Cuốn sách này đúng không? Mình bấm vào quét mã vạch. Và bây giờ chúng ta dơ quyển sách lên. Sau đó lấy cái dơ cái phần mã 3 của nó ấy, chúng ta dơ vào. Đấy, lập tức nó nhận ra mã vạch luôn. Một người ok thì comment ok nào. Đơn vị ở đây là đây là quyển. Rồi. Hoàn tất. Rồi thì Phương không thêm cái gì cả nữa nha. À quên chưa chụp ảnh. Chụp cái ảnh cái đi. Chụp ảnh. Xong. Một quyển này. Cập nhật làm thêm quyển khác. Hay quá. Thì Huế có chính sách khuyến mại. Tiếp tục mình làm thêm thằng phạm khác nha. Bây giờ quyển là quy tắc lãnh đạo. Siêu. Giá bán 186.000. Giá vốn 150.000. Ví dụ như vậy. Không có khuyến mại gì cả. Đấy, cái chỗ này. Mã vạch chúng ta bấm vào cái mã vạch. Sau đó dơ cuốn sách lên. Và chúng ta quét vào cái mã vạch. Nó sẽ nhận ngay. Đấy. Đấy, sau đó chúng ta bấm vào nếu cần mô tả thì bây giờ chúng ta đánh thêm gõ thêm phần mô tả vào đây nhóm bán kèm thì nhập vào đấy ví dụ thì tôi chọn cái nhóm bán kèm và thêm cái sản phẩm bán kèm vào đây như thằng này sẽ bán kèm cái gì đấy thì chúng ta nhập thêm nó vào đây đấy mua cuốn sách này thì kèm thêm cái gì chúng ta nhập vào đấy ok thôi tạm thời bỏ qua đi bấm vào hoàn tất à cái này chưa quên chụp ảnh chụp ảnh. Mọi người làm khoảng 3 cái thằng có mã vạch nha. Làm lại 3 cái vạch cái có mã vạch đi. Tôi tìm xem trong nhà còn cái nào có mã vạch nữa không này. Đây. Cái lọ thuốc thuốc ấy xem này. Cái này là thuốc chống gì đấy nhiệt miệng này. Làm thêm thằng này nữa nhé. Tạo sản phẩm. Đấy, chụp cái ảnh. Đấy. Tên là trị nhiệt miệng.
Rồi, giá bán của nó là 12.000. Rồi. Thực phẩm chức năng hay cái gì đi. Đây. Đây, cho mã vạch mà. Quét vào cái mã của nó. Ui giời. Ngon không mọi người? Có thể cô có nhìn thấy không nhỉ? Cái này nhé, quét phát nhé. Đấy, hoàn tất. Ai làm được thì comment được nào. Cái này làm được trên máy tính nhé, Khánh Đô nhá. Buổi ngày mai thì sẽ hướng dẫn trên máy tính ạ. Đấy. Có nhiều thứ để khám phá với nó lắm. Hôm nay chỉ gọi là khai phá một chút thôi. Ai làm được thì comment được đi. Ai làm xong rồi nè. Để thầy hướng dẫn nốt cái phần này cho mọi người thấy cái hay của nó. Thầy chỉ lại cái cách vào chỗ cài đặt sản phẩm nha, Trung Kiên nha. Đấy, muốn vào cái chỗ cài đặt sản phẩm ấy, thì chúng ta bấm vào cái biểu tượng cửa hàng ở bên góc trái trên cùng, bên cạnh tên của cửa hàng. Ví dụ bên cạnh tên của quán ngon Thầy Phương của thầy thì có cái biểu tượng cửa hàng ấy. Có thấy không nhỉ? Trung Kiên có thấy không? Chúng ta bấm vào cái biểu tượng đấy. Nó ra cái phần này là phần cài đặt cửa hàng. Thì chúng ta bấm vào cài đặt. Được không nào? Trong cái phần này thì có cái phần thông tin sản phẩm. Đấy, chúng ta bật hết mấy cái tính năng này lên. Thì chúng ta sẽ có cái đó. Có những cái tính năng này. Cài đặt sản phẩm. Ok không? À, cái mẫu hóa đơn nhé. Vào nhân tiện ở chỗ này thì nói thêm hai cái ý nữa này. Là mẫu hóa đơn. Chúng ta thấy là cái mẫu hóa đơn các thầy cô có thể đưa vào cái gì đó. Đấy, cái này cực kỳ hay đây. Nào. Cả nhà mở lại cho thầy Phương cái cài đặt này đi, thầy Phương chỉ cho thầy cô cái cực hai này nữa này. Để nói nốt cái chỗ cài đặt sản phẩm cho nó xong cái chỗ này cho nó ngon, ngày mai nó ngon nhé. Các thầy ai đã vào được cài đặt sản phẩm rồi nè. Đấy, chúng ta vào cài đặt này, vào cài đặt cửa hàng này. Vào thông tin sản phẩm này. À không, vào chỗ mẫu hóa đơn này. Ai thấy mẫu hóa đơn thì comment T này. Ngay là cho các thầy cô thêm cái này nữa mới cực là ngon này. Hay lắm các thầy cô. Bấm vào mẫu hóa đơn đi. Bấm mẫu hóa đơn nhé. Thì chúng ta thấy là hóa đơn mình có thể thêm cái ảnh mặt mình hay là cái logo của mình ở cái chỗ ảnh nhỏ này này. Đấy, chúng ta có thể lấy ảnh nhỏ hoặc lấy ảnh to. Chúng ta bấm vào nó. Ảnh này, đây là cái logo. Logo cửa hàng thì nó ở chỗ khác đúng không? Chúng ta xác nhận là to hay nhỏ này. Đấy. À, có QR code ở cửa hàng không này? Có tên của khách hàng ở hiển thị ở trên hóa đơn không này? Đấy. Mọi người có thấy lúc nãy thì Phương gửi cho Yến Kiều thì có luôn tên của cô Yến Kiều đấy không? Có số điện thoại không? Có điểm tích lũy không này? Có địa chỉ của khách hàng không này? Có ba cốt của đơn hàng không này? Nếu chúng ta muốn có cả cái mã cốt của đơn hàng vào thì cho vào đây. Có ghi chú của đơn hàng không? Hay là trên cái hóa đơn ấy có tên của nhân viên người nào đã bán cho họ cái này không? Hay. Thấy cô hiểu không nào? Có thấy cái này hay không nào? Cái chỗ nhân viên bán hàng nếu chúng ta tích vào đây thì người nào bán nó còn in luôn cả tên cái người đã giao cái sản phẩm, đã bán sản phẩm đó cho, ví dụ chồng mình bán thì hôm đấy là mình nó gửi hóa đơn là có cái tên của chồng mình ở trên cái đấy luôn. Hiểu không cả nhà? Thông tin bàn là sau này là nếu như mà các thầy cô là ở phần buổi ngày hôm sau thì hướng dẫn các thầy cô nếu như mình có quán bán quán ăn thì nó có bàn. Đấy, bàn 1, bàn 2, bàn 3 thì nó có thêm cái này, thời gian phục vụ, chiết khấu sản phẩm, VAT không, công nợ không thì có đây. Và đặc biệt là chúng ta có thể bỏ cái logo của sổ bán hàng đi. Bằng cách là bỏ cái tích này đi, bỏ cái tích logo của bán hàng đi, thì khi nó in hóa đơn nó không có cái logo sổ bán hàng nữa. Cập nhật đây, tiếp tục này, phần tích điểm này thì mình có thể đổi được điểm như này này, bật cái tích điểm này lên. Cái này cực kỳ là gọi là gì nhỉ, phải dùng từ gì cho cái từ tích điểm này nó mới chuẩn được các thầy cô nhỉ? Nó sẽ giúp cho mình kéo khách hàng quay trở lại, có hiểu không ạ? Ví dụ về phương điểm là cứ 1.000 mua 1.000 Việt Nam đồng thì bằng một điểm chẳng hạn nhé, để cho như này đi, cho bằng 100 điểm đi, thì bên dưới nó sẽ tự quy đổi chúng ta này. Đấy, chúng ta nếu để 1.000 Việt Nam đồng bằng 100 điểm thì khi khách hàng thanh toán 100 Việt Nam đồng thì sẽ được tặng thêm 10.000 điểm có giá trị tương đương với lại 10.000 đồng sử dụng để giảm giá ở những lần tiếp theo. Tức là nếu chúng ta cài đặt cái này vào thì khách hàng mà cứ mua 100.000 thì được tích điểm 10.000 và họ sẽ phải về đây để họ mua tiếp
mua tiếp để cộng điểm, bởi vì mỗi lần mua 100.000 là có 10.000 trong tài khoản rồi. Và thế là họ lại dùng cái tiền đấy, họ lại mua tiếp lại sản phẩm. Có ngon không? Có tuyệt không mọi người? Có thấy cái này hay không nhỉ? Cho nên cái chỗ này là cái những cái thứ mà phải những người làm kinh doanh rất là cao thủ thì mới biết cái chiêu này. Nó đưa vào đây cho chúng ta. Đúng không ạ? Chúng ta thấy là bây giờ chúng ta đến tất cả những cái chuỗi lớn bao giờ nó cũng hỏi xin số thông tin của chúng ta để làm gì? Anh có thẻ tích điểm không? Vào Aeon có đúng không? Vào Bixi hay gì có đúng không? Cái này là thẻ tích điểm cho cửa hàng tạp hóa chúng ta đây này. Có hiểu không ạ? Thế là gì? Khách hàng đến thì sao ạ? Lấy thông tin khách hàng sau đó cộng điểm cho họ. Đấy. Và khi mình lưu cái tích điểm này này nhá. Và đặc biệt là trong cái phần mẫu hóa đơn này này, mình tích vào cái chỗ là điểm tích lũy của khách hàng. Thì chỗ này là chỗ chết rồi đây. Chỗ này là chỗ cao thủ rồi đây đúng không ạ? Khách hàng nó mua xong mình xuất hóa đơn nó nhìn thấy ngay nó đang tích lũy được bao nhiêu điểm. Có hiểu không ạ? Có thấy tuyệt vời không nhỉ? Và thế là gì ạ? Họ biết là à bây giờ mình có 10.000 trong thẻ của bà này rồi, ngày mai mua có thêm 30.000 rồi, 40.000 rồi, 40.000 đổi được cái gì? Mua cái đấy. Thế lần sau họ quay lại họ mua. Tuyệt vời chứ mọi người? Tuyệt vời không ạ? Đây. Rồi. Có phần cài đặt tin nhắn này. Thì đây. Các bác này. Nếu các bác không ở nhà, các bác vào cái phần cài đặt tin nhắn này thì nó có một loạt các loại tin nhắn cho các bác cài. Đây, tin nhắn nhanh. Được chưa? Rất nhiều loại lời chào, lời cảm ơn. Để soạn tin nhắn chỉ cần việc sạc cái gói chữ cảm ơn là lập tức nó ra cái này. Và chúng ta có thể sửa lại thông tin. Cái này thì thôi bây giờ muộn rồi hướng dẫn, nếu cần thì hướng dẫn thêm sau, còn các thầy cô sẽ tự tìm hiểu được nó đúng không nào? Đây, các loại tin nhắn. Khi mình vắng mặt thì nó tự động trả lời. Đấy, hoặc khi khách nhắn cái gì thì nó tự động trả lời. Như vậy mình có một con chatbot thông minh ngồi trực cửa hàng cho mình 24 trên 7. Cứ thằng nào nhắn thì nó nhắn lại. Tuyệt vời hay là quá tuyệt vời mọi người? Có thấy nó thông minh không ạ? Đó là lý do tại tại sao thầy Phương gọi cái website này là làm sao ạ? Thông minh. Được chưa? Thông minh đến mức như vậy đấy. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại cái phần sau khi chúng ta đã tạo sản phẩm bằng cái mã rồi đúng không? Chúng ta thử nốt phát này là chúng ta đi ngủ nhé. Ok chưa nhỉ? Bây giờ thử là gì? Khách đến mua hàng. Có chưa? Ừ, rút cái tai nghe này đây. Rồi khách đến mua hàng thì bây giờ giơ lên quét và tính tiền đúng không? Người đã sẵn sàng đến bước này chưa? Sẵn sàng comment sẵn sàng nào. Sẵn sàng chưa? Nào nha. Ấy. Rồi ok. Bây giờ bấm vào tạo đơn. Giả sử bây giờ có một người đến mua thầy Hưng mua thầy Phương nha. Đấy, bấm vào tạo đơn này. Tạo đơn. Bây giờ thì làm sao ạ? Thay vì là mình chọn sản phẩm trực tiếp ở trên này đúng không? Khách nó mang ra nó xếp trên bàn của mình một đống sản phẩm đúng không nào? Đúng nhỉ? Mang ra và nó xếp một đống sản phẩm như thế này. Thì bây giờ làm nào? Chúng ta bấm vào cái chỗ là ở bên trên nó có tìm theo ba cốt và SKU đấy. Mọi người có nhìn thấy SKU thì comment SKU ở trong phần chat ạ. À. Có tìm thấy cái phần là tìm và nó có biểu tượng cái mã cốt ở trên không? Thay vì chúng ta bấm trực tiếp sản phẩm trên này thì bây giờ có cái đấy mà đúng không nhỉ? Đấy. Thì chúng ta bấm vào tạo mã cốt à, quét này. Và bây giờ nhá, có hai thứ. Một là nếu chúng ta mua cái thiết bị quét giống như ở cửa hàng thì chúng ta chọn vào thiết bị quét. Còn ở đây chúng ta chỉ có cái gì thôi? Điện thoại thì chúng ta chọn vào điện thoại. Đúng không nhỉ? Ghi nhớ luôn nha. Tiếp tục này. Giờ mình giơ cái này ra. Mình quét vào cái sản phẩm đấy xem nào. Giơ quyển sách này nha. Bí mật may mắn đây. Quét vào thử nha. Một chú này ra luôn bí mật của may mắn này. Tuyệt vời không cả nhà ơi? Tuyệt vời hay quá tuyệt vời ạ. Xong một chú nha. Tiếp tục. Mua tiếp cái hộp mà nhiệt miệng này đúng không? Dơ vào. Bụp. Chị nhiệt miệng này. Wonderful không cả nhà ơi? Chị nhiệt miệng à. Tiếp tục này. Thì đây. Làm sao học ít hiểu nhiều à? À. Con này chưa nhập mã. Nên là không nhìn thấy. Không tìm thấy sản phẩm. Tí mình nhập sau. Con nào? À con này đây. Đây, quy tắc lãnh đạo từ siêu đây, lúc nãy có nhập. Và xong, đúng không nào? Ra luôn tiền ở đây mọi người nhìn thấy không? Nếu khách mua hai cuốn thì tăng cái này lên. Được chưa nhỉ? Đấy,
3, 4 này, mỗi lần mà chúng ta dơ vào nó sẽ tính lên. Đây là số đây này, số đây này. Đã thấy chưa? Các thầy cô đã thấy cạn lời chưa? Ai cạn lời rồi thì cạn xem nào, comment cạn trong phần chat nào. Ví dụ khách mua 4 quyển này, nhập tăng lên số 4. Đấy, mua 2 quyển này, tăng lên số 2. Và đây là tiền. Được chưa nhờ? Cạn luôn đúng không các thầy cô? Cạn lời luôn đúng không? Còn gì để mà nói với cái ứng dụng này nữa đúng không? Vẫn mà tiếp tục. Rồi đấy các bạn ạ. À. Và bây giờ xem nào. Khách hàng nào mua đây đúng không? Ví dụ như là thầy Hưng chẳng hạn. Đấy. Mua đúng không ạ? Khách lẻ là khách đi qua đường mình không biết là ai thì bấm vào khách lẻ. Được chưa? Đấy. Còn chúng ta có thể xin được tên số điện thoại. Chúng ta nhập nó vào. Đấy. Hoặc nếu như mà khách hàng nó có sẵn ở trong danh bạ rồi chúng ta nhập số đó vào. Đấy. Thì chúng ta nhập cái số điện thoại vào. Thì nó sẽ ra luôn. Đấy. Và chọn vào luôn cái số điện thoại trong danh bạ luôn. Được chưa? Đấy, có thể nhập địa chỉ giao hàng nếu như phải phải nhập địa chỉ. Đấy, nếu mà bán luôn, bán nhanh thì không cần phải nhập địa chỉ nữa. Bán online thì nhập địa chỉ vào. Mọi người hiểu không ạ? Đấy, thế thôi. Bấm vào bán nhanh. Khách hàng trả tiền, bấm vào xác nhận. Xong. Và đây các thầy cô nhìn nhá. Chúng ta nhìn cái hóa đơn của mình bây giờ nhá. Đây. Đấy, mua một quyển này, ba quyển, ba cái chị nhiệt miệng, bốn cái cuốn sách này, tổng cộng là tinh đây tiền. Và bây giờ hóa đơn nó không còn ấy nữa rồi các thầy cô ơi, nó không còn cái logo của cái thằng sổ bán hàng nữa rồi đúng không nào? Đấy, tuyệt vời chứ cả nhà. Tôi bấm vào gửi hóa đơn và bấm vào gửi vào qua Zalo và chúng ta gửi luôn cho khách. Đây, xong. À, thôi, hôm nay thì thế đã nhỉ. Cả nhà thấy cái này có tuyệt vời không nào? Và đây là một cái hóa đơn xịn sò, không dính logo bản quyền nữa. Ai chà chà. Thế nào? Cả nhà ơi, mọi người thấy buổi học hôm nay thế nào ạ? Có xứng đáng để cho mọi người có mặt ở đây không ạ? Có thể nhiều thầy cô chưa bao giờ bán hàng đúng không? Có thể rất nhiều người ngồi đây chưa bao giờ bán hàng hết. Nhưng mọi người có tin rằng sẽ đến một ngày nào đó mình sẽ phải bán hàng không? Hoặc mình sẽ có anh, em, chồng, con hay ai đó trong gia đình mình đang bán hàng đúng không ạ? Và nếu như các thầy cô biết công cụ này thì các thầy cô có thể giúp họ cài đặt, sử dụng đúng không ạ? Và thậm chí sau này thì Phương có thể giúp mọi người là gì? Bán cái phần mềm này. Đúng không ạ? Và chúng ta có rất là nhiều thứ đúng không ạ? Vậy thì các thầy cô thấy là gì? Tất cả mọi thứ các thầy cô cần và tất cả mọi thứ thực sự một người bán hàng cần nó nằm ở đây. Buổi ngày mai thì Phương sẽ cho các thầy cô thấy những cái bức tranh kinh khủng của nó nữa. Ngày hôm nay thì chúng ta chỉ tạm thời biết một vài cái như vậy thôi. Nhưng buổi ngày mai thì Phương sẽ dẫn dắt để các thầy cô sẽ là thấy được những cái tính năng vô cùng mạnh mẽ của nó. Đấy, mà phải nói thực sự là gì? Mình cũng đã từng tiếp xúc và rất là nhiều phần mềm đúng không ạ? Nhưng chưa thấy cái phần mềm nào nó lại nhẹ nhàng, nhỏ bé mà nó lại thông minh như thế này. Và các thầy cô thấy không? Chúng ta chỉ cần cài một cái app vào trong đây, nhập số điện thoại của mình vào và mới một số điện thoại là chúng ta có một cửa hàng. Và thậm chí nếu chúng ta có 10 cửa hàng thì với phiên bản Pro chẳng hạn, các thầy cô có thể quản lý 10 cửa hàng chỉ trên một cái này. Đấy. Hoàn toàn. Được chưa nhỉ? Ok. Ngon không? Có ai muốn chia sẻ điều gì trong buổi học ngày hôm nay không? Xin mời bây giờ đến phần giao lưu chia sẻ. À, có thể bấm vào biểu tượng giơ tay nếu như các thầy cô muốn chia sẻ. Ở buổi tối ngày mai thì Phương sẽ bật mí cái cách sử dụng máy tính chứ không phải là dùng điện thoại nữa. Ngày hôm nay chúng ta dùng điện thoại đúng không? Nhưng dùng điện thoại thì đôi lúc chúng ta bị bó buộc đúng không? Máy tính để chúng ta làm được rất nhiều thứ khác. Ok không cả nhà? Xin mời. À, nào, người đầu tiên xin mời thầy Duy Hoàng. Xin rất vui mừng được gặp lại chị Phương và tất cả các đồng đội. Mặc dù là hôm nay không khỏe lắm nhưng mà cố gắng phải nói thôi. Bởi vì nãy giờ đang khóc. Đang vô cái website này đang khóc thì sướng. Ôi trời. Và đang muốn hỏi là bố nào mà ra cái web này kinh thế. Vâng, thế thì một cái cửa hàng hoặc là một thậm chí một cái siêu thị nhỏ nhỏ mà dùng cái phần mềm này thì quá tuyệt vời. Dạ, đang nghiên cứu thử cho thầy Phương chỉ vậy.
cái cách nào để mình bán cái khóa học ở trên cái siêu thị nhỏ nhỏ này để có lẽ chờ đến ngày mai. Một lần nữa thì xin thưa với tất cả mọi người là trong phòng Zoom ngày hôm nay, cả các đồng đội cũ lẫn cái các thầy cô, các bạn mới, có lẽ là khi mà tiếp xúc với thầy Phương và các lớp với thầy Phương thì có lẽ là chúng ta sẽ không cảm thấy tiếc cái thời gian và công sức mà chúng ta bỏ ra, bởi vì thầy Phương đã hướng dẫn những cái điều rất là cụ thể, rất là tỉ mỉ, và nhất là thường là gãi đúng vào cái chỗ ngứa của mọi người, bảo đảm không đã ngứa không tính tiền. Cảm ơn. Cũng xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Bùi Duy Hoàng, một giáo viên tin học ở huyện Hóc Môn. Năm sinh thì có lẽ là khá nhỏ, 1963, thì cũng đã theo thầy Phương từ khá lâu, từ tháng 11 năm 2021 đến giờ, và cũng bảo đảm và các thầy cô, các anh chị, các bạn chúng ta theo thầy Phương bảo đảm không lỗ, chỉ có lời. Vâng, cảm ơn, chúc sức khỏe tất cả mọi người. Vừa rồi có một câu hỏi của cô chuyên nên hỏi là nó có đồng bộ sản phẩm với Shopee không nhá. Đấy, thầy Phương xin bật mí thầy cô này. Shopee, Lazada, Dropee, nếu các thầy cô có sản phẩm trên đó, nó có chức năng đồng bộ một phát tất cả các sản phẩm bay hết về trên website của mình. Có được không? Cho nên nếu ai đang bán hàng trên những nền tảng đó thì có tính năng để chúng ta đồng bộ tất cả những sản phẩm đó một cắt về điện thoại, về app của chúng ta, về website của chúng ta, và chúng ta có thể yên tâm vì điều này nha. Đấy, không phải là đơn giản đâu, được chưa? Ok, người tiếp theo xin mời thầy Thành. Xin chào thầy Phương, chào tất cả các thầy cô trong phòng Zoom tối nay. Hãy nói là cái món ngon của thầy Phương cho chúng ta ngày hôm nay thật là thú vị và rất là bổ ích. Tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Văn Thành, hiện đang là phó hiệu trưởng trường tiểu học ở Biên Hòa, Đồng Nai, và cũng đang tham gia trong cái bán các sản phẩm bên Dropbee. Thì qua cái website này thì Thông cũng làm được một cái trang web như vậy rồi. Nên nghe thầy nói có thể đồng bộ nữa thì rất là thú vị, chắc chắn là phải làm sao cho nó đồng bộ để mà các cái sản phẩm mà mấy cái line hàng của bên Robby mình đẩy qua được thì rất là ok. Xin cảm ơn thầy. Các thầy cô vào học với thầy Phương là chỉ có nghiện thôi, không có thể nào quên thầy Phương được đâu. Rồi, ok, cảm ơn thầy Hoàng. Bây giờ để cho nó có tí phấn khích này thì thầy Phương đề nghị như này nha. Các thầy cô mở cái quản lý cửa hàng của mình lên này. Mở lên đi. Nha. Sau đó vào cái phần bán hàng online. Rồi ai vào được cái phần này comment chữ B. Comment B nếu mọi người vào đến đây rồi. Bán hàng online. Đấy, trên cái giao diện cái phần cuối nó có phần bán hàng online. Các thầy cô có nhìn thấy không? Nó sẽ có Shopee được tích hợp vào đây. Đấy. Nó sẽ có Lazada, nó sẽ có TikTok Shop. Sau này các thầy cô có cửa hàng ở trên tất cả những cái thứ này sẽ đều được tích hợp vào bên trong này cho chúng ta. Nha. Đây này, bấm vào phần bán hàng online này, quản lý này. Đây, bán hàng này. Đấy, được chưa? Thì chúng ta nhìn đây, thị trường buôn bán đây này, nó sẽ có một số thứ như thế, Shopee, Lazada, TikTok Shop. Dropee thì có rồi nhưng mà thầy Phương sẽ có cái hướng dẫn sau. Đấy, vì không thể hướng dẫn hết ở đây được. Nhưng đặc biệt là phần này các thầy cô kéo lên trên một chút nha. Đó là đây, mọi người nhìn thấy nha. Giới thiệu cửa hàng của bạn, các thầy cô có nhìn thấy cái cửa hàng với lại cái link của mình không? Ai thấy thì comment có nè. Các thầy cô có thể copy link này hoặc bấm vào nút chia sẻ. Chúng ta giờ chia sẻ ngay vào trong nhóm của chúng ta đi. Đấy, chúng ta nhìn đây. Bước 1 là sao chép liên kết này. Đấy, bước thứ 2 là chọn vào một trong những cái ứng dụng này. Ví dụ chúng ta muốn là đăng cái này lên bất kỳ đâu, các thầy cô có thể bấm vào là chia sẻ nó trực tiếp lên Facebook, bấm vào Facebook thì nó sẽ đăng lên Facebook cho chúng ta. Và boom, chúng ta sẽ nhìn này, toàn bộ cái nội dung ấy nó sẽ được đưa lên trên này. Đây, chúng ta có thể dán paste nó vào đây, nhấn chuột phải và chúng ta dán nó vào. Hoặc chúng ta nhìn đây, bỏ đi, chúng ta bấm vào sao chép. Bấm vào sao chép này cũng được. Bây giờ mọi người mở sao chép, bây giờ mọi người
sẽ gửi nó vào bên trong nhóm Zalo của chúng ta đi, để cho tất cả mọi người cùng tham quan được cửa hàng của mình nào. Mọi người mở Zalo đi. Zalo học làm web thôi nhé, đừng có dán vào những cái trang khác làm cái gì nha các thầy cô nha. Những cái trang này không phải trang học, trang này là trang chỉ lấy thông tin thôi. Các thầy cô đừng có gửi vào đây, mà mọi người sẽ gửi vào cái phần là học đây này của chúng ta này. Đấy, các thầy cô chỉ cần dán đây một phát. Đây mọi người nhìn đây, thì chúng ta có được cả một cái bài viết luôn. Ví dụ như cô Trương Bùi Liên thì chỉ copy được đường link thôi, nhưng mà chúng ta phải copy để làm sao mà nó có cả thông tin như này, cửa hàng của mình đây này. Mọi người thấy nó thông minh không? Nó viết sẵn bài chúng ta nhé. Mọi người có nhìn thấy nó viết sẵn bài cho mình không? Đây, thông tin này, bài viết, link này, sản phẩm chính này, được không ạ? Có cái phần ghi chú ship này, đặc biệt này. Có hay không nhỉ? Và các thầy cô có cái này rồi làm sao? Mình chỉ việc đăng lên trên các cái trang Facebook hay là cái gì đó của mình đúng không? Đấy, bây giờ gửi vào trong nhóm lớp của chúng ta đi để cho mọi người đi tham quan cửa hàng của mình. Đấy, rồi là gì? Là gì nào? Đây. Chúng ta nhìn thấy với từng sản phẩm nha, chúng ta quay trở lại với từng sản phẩm. Nó đều có một cái nút chia sẻ. Các thầy cô có nhìn thấy mỗi sản phẩm có một nút chia sẻ không? Chúng ta có thể bấm vào nó. Và đây, nó viết bài viết chúng ta đây. Nó có hai loại nhé. Một là bài viết tiêu chuẩn này. Quy tắc lãnh đạo từ siêu đã có tại quán cửa hàng ngon Thế Phương rồi. Cả nhà nha. Đấy, với giá từng đây. Chỉ cần từng đây và bấm vào sao chép. Và chúng ta dán nó vào. Mọi người có thấy tuyệt vời không ạ? Nó không cần phải lo viết bài đúng không? Nếu cái hàng này vừa về thì chúng ta bấm vào hàng mới về. Và nó viết cho chúng ta một cái bài về hàng mới về. Xin lỗi đã để cả nhà đợi lâu. Cuối cùng thì nó đến cái sản phẩm của chúng ta. Quy tắc lãnh đạo từ siêu. Nhà em lại về hàng rồi. Đấy, bấm vào sao chép. Có ngon không mọi người? Đấy, và đây các thầy cô sẽ nhìn lại. Đã có mọi thứ các thầy cô cần. Ai mà kinh doanh thì sẽ phải biết đến cái này đúng không nào? Ok, ngon không mọi người? Cho thêm một người nói nữa đi. Trước khi kết thúc, xin mời cô Yến Kiều. Hôm nay bị thầy đòi nợ nhiều quá thì hôm nay cô lên có ý kiến gì không? Có kiện cáo gì không? Xin mời. Chào thầy và cả nhà. Tại vì cái cam của em á, sao mà để bình thường thì nó đen thui à, cho nên em phải để như thế này. Sợ thầy cô quên em mất. Hôm nay chắc thầy cô cũng không quên được em đâu, tại thầy Phương đòi nợ quá trời quá đất luôn. Vâng, thì thật sự là cái tuần trước á, em có học và em thực hành cũng cả ngày á, là em cũng mày mò nhiều lắm, nhưng mà đến cuối cùng thì hôm nay vẫn được học thêm cái mới. Nhiều cái mới nữa là đằng khác, mà hôm trước là em mò cả ngày rồi đó thầy. Cho nên là các thầy cô khi mà trải nghiệm cái app này á, thì chịu khó một chút xíu thì chúng ta sẽ thấy là nó cực kỳ hay luôn. Em cũng có đơn hàng qua cái app này rồi thầy. Mọi người comment chúc cô nhiều. Ok, vâng, rất là biết ơn thầy. Thế đúng không ạ? Quá rồi. Ok rồi, hôm nay thế thôi mọi người nha. Thế Phương hy vọng rằng là từ đầu đến giờ đã mở cho các thầy cô thêm được rất là nhiều tiếng hay ho đúng không ạ? Hãy nếu như nhà mình có anh em nào đó, thực sự là thầy Phương có một cái điều là gì? Có may và có cái duyên nên mới biết được đến các thầy cô, và các thầy cô cũng vậy đúng không? Có may và có cái duyên nên mới biết đến thầy Phương đúng không ạ? Và các thầy cô mới biết đến điều này. Nếu không thì chúng ta còn lâu mới biết đến điều này đúng không nào? Và khi mà người ta xã hội ngoài kia người ta dùng hết từ lâu rồi, nó thành phổ cập trên thị trường rồi, chúng ta mới biết điều này thì sao ạ? Thì chúng ta đi chậm đúng không nhỉ? Chốc chậm thì uống nước đục đúng không? Mà chúng ta biết điều này mà chúng ta dạy nó cho anh em nhà chúng ta, những người có đang kinh doanh, để họ áp dụng cái điều này vào, để họ đi trước một bước. Bởi vì cái này nó có AI, nó hay hơn tất cả những cái thứ khác đang có ở trên đời là gì? Phần mềm này nó có rất nhiều cái thứ AI ở bên trong. Đấy, hôm sau chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những thứ đó. Thì chúng ta mới đi được nhanh. Và chúng ta thấy không? Chỉ cần với một cái công cụ, một cái phần mềm, và với các thầy cô đang dùng hoàn toàn miễn phí đúng không ạ? Chúng ta đã làm được những cái thứ mà người ta phải bỏ ra vài chục triệu để có được rồi đúng không ạ? Thì các thầy cô có thấy rằng là gì ạ? Mình xứng đáng để mình có ngồi ở trong cái lớp này không ạ? Mình xứng đáng để cho anh chị em thì mình biết điều này không ạ? Nếu mà người thấy nó thực sự hay và xứng đáng thì hãy tranh thủ ngay ngày mai, hãy giúp cho anh em bạn bè nhà mình cài được cái này vào nha. Nhớ là họ nhập cái mã gala 9999 vào để sau này được hưởng những cái ưu đãi, ví dụ như là tăng thêm ngày sử dụng, đấy, tăng thêm một tháng, rồi là được giảm tiền khi mà chúng ta muốn mua bản Pro. Đấy, thì chúng ta sẽ có đến những cái đó, thì thầy Phương tặng thêm cho các thầy cô cái điều đó, thì hướng dẫn cho họ cài được cái app này đấy,
để làm gì? Họ cũng theo được như các thầy cô buổi tối ngày hôm nay. Thì tối ngày mai mời họ vào Zoom để thầy Phương sẽ hướng dẫn cho mọi người những tính năng cao cấp của nó nữa. Đấy, giúp cho mọi người trang trí cửa hàng của mình cho nó xịn sò hơn. Được không nào? Đấy, thì ít nhất là thầy Phương nghĩ rằng là như này này, các thầy cô này. Chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều vấn đề đang nói về cái việc là thu nhập của các thầy cô giáo thấp, phải làm thêm, phải này nọ, đúng không? Thì chúng tin rằng kiểu gì thì kiểu rồi các thầy cô cũng sẽ nghĩ ra, kiểu gì thì kiểu mình cũng sẽ phải có thêm một cái công nghiệp kinh doanh, đúng không nào? Vậy thì thầy Phương cung cấp cho mọi người những công cụ này để mọi người đi trước, đón đầu, trở nên chuyên nghiệp hơn tất cả những người bán hàng khác cùng cái bán cái mặt hàng đó với chúng ta. Mọi người có hiểu không nhỉ? Thì cái cơ hội thành công của chúng ta dù sao nó cũng cao hơn. Cái cơ hội chúng ta trở nên chuyên nghiệp hơn trong mắt mọi người. Đấy, chúng ta đã làm cái gì? Nó cũng phải pro. Đúng không mọi người? Nha. Video của ngày hôm nay thì Phương sẽ lưu lại và ngày mai sẽ tặng cho mọi người cái video này trên YouTube. Ok không cả nhà? Nha. Đấy, chưa bao giờ bán hàng mà vui thế ạ. Ok. Rồi, bây giờ thì xin mời các thầy cô chúng ta sẽ cùng bật micro lên và chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cảm ơn thầy Phương. Cả nhà ngủ ngon. Chúc cả nhà ngủ ngon. Hôm nay có đơn hàng bay về. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cảm ơn thầy ạ. Chúc cả nhà ngủ ngon ạ. Chúc cả nhà ngủ ngon. Bye bye cả nhà.